861. để nhất cường giả cơ gia thánh định cơ lăng hư trong nháy mắt đã vẫn lạc dưới tay cổ thần sau đó đầu lâu còn bị cổ thần dùng trường mâu xuyên thấu cắm xuống dưới đất trong ngọc tiêu thành đầu lâu cơ lăng hư lắc lư giữa trường mâu toàn bộ tu sĩ trong ngọc tiêu thành thánh định đều có thể nhìn thấy rõ ràng giờ khác này toàn bộ tu sĩ trong ngọc tiêu thành thánh định đều chấn kinh đều sợ hãi trong suy nghĩ bọn họ thánh đình thuận theo thiên mệnh trời sinh cao quý siêu vượt bách tộc vĩnh viễn không thể bị diệt giờ khác này tất cả đều dao động rồi Trước lực lượng tuyệt đối, không có gì là trời sinh cao quý, không có gì là vĩnh viễn không diệt. Cổ thần chính là một ví dụ rõ ràng nhất, dành cho đám truyền nhân cơ gia thánh đình, nhò môn thế gia, chư tử thế gia. Những kẻ luôn luôn chiếm tư tử địa vị chính thống, tự cho là cao cao tại thượng, coi người khác là tiện mệnh như con kiến hôi một giáo huấn vô cùng sâu sắc. Trước mặt tử vong, trước mặt lực lượng tuyệt đối, không có cao thấp quý tiện. Trước mặt nỗ lực không ngừng, trước mặt ngoan cường liều mạng tiến lên, không có thiên mệnh định trước. Thanh âm của cổ thần nặng nề vang lên. Cơ Lăng Hư đã chết, từ hôm nay trở đi, thiên hạ không còn thánh đình, không còn bách thánh các, tất cả tu sĩ thánh đình trong tòa hư không chi thành này, hợp đạo kỳ trấn áp 1000 năm, hư không kỳ trấn áp 500 năm, dưới hư không kỳ trấn áp 100 năm, người không phục, giết không tha. Thanh âm của cổ thần giống như pháp tắc, như thẩm lý và phán quyết, tất cả tu sĩ trong thánh đình, vô luận là cơ gia, nhỏ môn thánh gia cũng tốt, hoặc chư tử thế gia cũng được, hoặc thế lực ma môn cũng thế, tất cả đều lạnh lẽo trong lòng. Trấn áp 1000 năm, đối với cường giả cái thế hợp đạo kỳ mà nói, không coi là thời gian quá dài, thế nhưng tuyệt đối không phải là thời gian ngắn. Một vị cường giả cái thế cơ gia nhất thời lưỡi giận trùng thiên, hét lớn. Cổ thần, cơ gia ta nhận thiên mệnh, trưởng quản nhân tộc, tên phản nghịch ngươi dĩ nhiên dám giết chết cường giả cái thế cơ gia ta, ngươi đây là phản bội thiên mệnh, ngươi sẽ bị thiên nghiêm phạt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thay. Trong sát na, mấy vị cường giả cái thế nhau môn thánh gia cũng trống giận ông xong. Cổ thần, ngươi bất quá là một tiện mệnh, một sinh linh hèn mọn mà thôi, thánh đình thuận theo thiên mệnh, đại biểu chính là thiên ý. người dám bất lợi đối với thánh đình chính là nghịch thiên phạt mệnh, vi phạm thiên ý, người nhất định sẽ bị thiên gạt bỏ. người dám ngổ nghịch thiên ý, nhất định chết không tử tế được. ai sẽ chết không có chỗ chôn, ai sẽ không chết tử tế được. cổ thần liên tục hét lên hai câu, sóng âm từ trong miệng hắn truyền ra, lực lượng pháp tắc cường đại hóa thành vô số lưỡi dao cương mang sắc bén, mạnh mẽ bổ thẳng về đám cường giả cái thế to mồm âm sầm kia đồng thời năm ngón tay cổ thần mở rộng khẽ nhấc lên bàn tay khổng lồ lại xuất hiện năm cột trụ trời màu trắng xanh bạc đỏ vàng lại xuất hiện từ trên bầu trời áp xuống dài tới mấy vạn trượng năm cột trụ lập tức hình thành một thế giới hoàn toàn mới ngăn cách đám người nhảy nhóc ra bên ngoài tiên giới cổ hoang thấy sóng âm của cổ thần giống như cương mang sắc bén ép tới trong mắt đám cường giả cái thế cơ gia và nho môn thánh gia hoảng hốt thân thể lập tức lóe lên dùng tốc độ nhanh nhất bật người thối lui thế nhưng một lực lượng trói buộc vô cùng cường đại xuất hiện toàn bộ hư không giống như bị biến thành một vật thể trắng chắc cho dù là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cũng không thể phá hủy được lập tức bị lực lượng trói buộc cường đại kia ép tới không thể nhúc nhích lơ lửng giữa hư không một phương tiểu thế giới này chính là do cổ thần lợi dụng bản nguyên ngũ hành sáng tạo thành cổ thần chính là chủ tể của một phương tiểu thế giới này loại đoạn như vậy so sánh với chư tử đại tiên hợp đạo thành công còn mạnh hơn chỉ có chư tử đại tiên đạt tới hợp đạo hậu kỳ không chỉ hợp thành được đạo của chính mình pháp tắc ngũ hành đã đạt tới trình độ thấu triệt rõ ràng đồng thời lĩnh ngộ được hai tầng pháp tắc hủy diệt và trọng sinh không phân ly, đã bắt đầu tiếp xúc tới sát biên giới sáng tạo thế giới riêng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một phương tiểu thế giới chỉ thuộc riêng bản thân mình. Đủ năm vị cường giả cái thế bị trói buộc giữa hư không, vô luận dãy dụ như thế nào cũng không thể nhúc nhích mảy may, sóng âm của cổ thần biến thành lưỡi dao sắc bén, tất cả đều cắt hết lên người năm vị cường giả cái thế này, sau đó toàn bộ đều bị chém thành hai đoạn riêng biệt. Bàn tay niết nhẹ, năm cột trụ trời hợp lại, va chạm với nhau, phát sinh một tiếng bạo tạc kinh thiên động địa, tiểu thế giới vừa hình thành lập tức bị hủy diệt, năm cột trụ trời bị nổ tan thành hư vô, biến mất không còn bóng dáng, thi thể của năm vị cường giả cái thế bên trong cũng bị lực lượng hủy diệt nổ tan thành mây khói. Cao quý cái gì? Thánh đình cái gì? Trong mắt bản tọa, cho dù Thánh Hoàng Thánh đình cũng không khác một con chó điên. Lập tức xóa bỏ tư thái cao cao tại thượng trong lòng các ngươi, trước mặt bản tọa, nó chỉ mang đến cho các ngươi tử vong, còn có kẻ nào cho rằng chính mình trời sinh đã cao quý, thiên mệnh sở quy, cứ đứng ra kêu gào, bản tạo cho các ngươi nhìn thiên mệnh kia có thể bảo vệ được cái mạng chó của các ngươi hay không? Thanh âm của cổ thần rơi vào trong tai mỗi một tu sĩ thánh định có mặt, uy áp vô cùng to lớn phóng ra, trong hư không vô hình giống như có một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được ép xuống, ép tới mức mọi người đều không thể hít thở được. Không dám. Không dám. Cổ chiến thần tha mạng. Cổ chiến thần tha mạng. Trong nháy mắt cổ thần đã giết chết năm vị cường giả cái thế, nói giết liền giết, tuyệt đối hàm hồ, khiến mỗi một vị tu sĩ trong Ngọc Tiêu Thành đều kinh hồn tán đảm, tất cả quỳ xuống dưới đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không còn bất cứ người nào dám làm chim đầu đàn. Bản tọa trấn áp các ngươi 100 năm, 500 năm, 1000 năm, các ngươi bế quan tư quá cho tốt, từ nay về sau, nho môn không được phép lừa đối thế nhân, nói rằng thiên mệnh, phân chia quý tiện cao thấp, chỉ được phép mở học đường, truyền bá tiên pháp cho chúng sinh, giáo hóa vạn dân, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đang lúc nói chuyện, cổ thần liên tục xuất thủ, trực tiếp dùng lực lượng vô cùng cường đại phong ấn toàn bộ tu sĩ trong Ngọc Tiêu Thành, trực tiếp mở ra thánh địa nho môn sinh tử bí cảnh, ném tất cả tu sĩ vào trong đó. Phong ấn trên người bọn họ theo tu vi khác nhau mà khác nhau, thời gian duy trì liên tục phân biệt chia làm 100 năm, 500 năm, 1000 năm, đến thời gian hạn định phong ấn tự động tiêu tan, lúc đó có thể từ trong sinh tử bí cảnh đi ra. Sau đó cổ thần thi triển ngũ hành bản nguyên ấn, lấy lực lượng cái thế, trải qua 3 ngày 3 đêm điên cùng oanh tạc, rốt cuộc cũng đánh rơi ngọc tiêu thành trên hư không vạn trường xuống dưới mặt đất. Từ nay về sau, thiên hạ không còn thánh đình, không còn bách thánh cát cổ thần giao cho nho môn một nhiệm vụ chỉ cho phép mở học đường dạy tiên pháp tri thức cho chúng sinh truyền bá văn minh giáo hóa vạn dân một hồi đại biến cách sắp bắt đầu thánh đình diệt vong đại biểu cho thời đại cũ đã kết thúc một thời đại mới sắp diễn ra rốt cuộc địch nhân đã từng bước từng bước vẫn lạc thế nhưng cổ thần từ thánh đình trở về không có bao nhiêu hưng phấn tiếp qua ba trăm ba mươi chín năm ngũ hành thoát thai kiếm sẽ phủ xuống tiên giới cổ hoang đến lúc đó pháp tắc ngũ hành sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong tiên giới cổ hoang phá hủy toàn bộ văn minh Ngũ hành thoát thai kiếp cũng không phải bình thường như lôi kiếp, nhằm vào mỗi một cá nhân riêng biệt, mà là quy tắc thiên địa, nhằm vào toàn bộ thế giới, tiến hành một lần quét sạch. Lực lượng của tu sĩ cường đại rồi, nếu như có thể đạt tới mức thiên đạo cũng khó có thể can thiệp được, như vậy coi như là quy tắc thiên địa cũng không thể ước thúc, thậm chí cường giả sẽ đánh vỡ quy tắc, một lần nữa thành lập quy tắc mới. Pháp tắc thiên địa đã tồn tại thì tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào có lực lượng đánh vỡ được quy tắc thiên địa, khảo nghiệm lôi kiếp bất quá là khúc nhạc dạo nho nhỏ mà thôi, Thiên kiếp cường đại mới là hủy diệt chân chính. Cách mỗi 12 vạn năm quy tắc thiên địa lại tiến hành một lần quét sạch đối với toàn bộ sinh linh tiên giới cổ hoang, đồng thời mỗi một lần quét sạch, lực lượng hủy diệt sẽ tăng trưởng theo bội số lần. Ngũ hành thoát thai kiếp bất quá là đệ nhất kiếp trong thiên kiếp thiên địa, là một kiếp có lực lượng hủy diệt yếu nhất, thế nhưng cho dù là cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, đã tiếp xúc tới pháp tắc hủy diệt và sáng tạo, trước mặt ngũ hành thoát thai kiếp cũng không hề có lực lượng phản kháng. Có thể thấy được thiên kiếp xuất thế, đích thực là vạn vật đều vong. Thiên kiếp qua đi, theo thời gian dần trôi, sẽ lại có sinh mệnh mới sinh ra, phát triển, từ từ cường đại hơn, chậm rãi đi đến đỉnh, khi một thời đại luân hồi qua đi lại có một lần thiên kiếp phủ xuống, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt. Hủy diệt và trọng sinh thay thế nhau, đó chính là lịch trình của vũ trụ từ xưa tới nay. Ngọc Dương tử đã chết, Kim Thai lão cẩu đã chết, Thánh ưng lão cẩu đã chết, Thiên Mục lão cẩu đã chết, Lăng Hư lão cẩu cũng đã chết, từng tên từng tên địch nhân đều ngã xuống dưới chân ta, hiện tại ta đã có lực lượng dễ dàng nghiền nát tất cả bọn họ trong mắt tất cả mọi người trong thiên hạ, lực lượng của ta tự hồ đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng, vô cùng biến thái. Thế nhưng, như vậy còn chưa đủ, xa xa không đủ, so sánh với đại kiếp nạn thiên địa, lực lượng của ta vẫn như trước quá mức yếu đuối, tuy rằng ta có thể bằng vào chiến thần lệnh bảo trụ chính mình, thế nhưng còn có phụ thân, còn có sư tỷ, tiểu bạch, tiên âm, tự ngọc, còn có sư phụ, còn có hơn vạn thành viên hư thiên tông không chỉ có như vậy còn có triệu triêu ức ức chúng sinh nhân tộc còn có sinh linh vô cùng vô tận bách tộc cổ thần ta muốn lập chí đánh vỡ thiên đạo hiện tại thiên muốn diệt thế ta liền muốn cứu thế nếu như chỉ có thể bảo vệ được chính bản thân ta mặc do thế giới bị đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt hoàn toàn như vậy còn nói gì là phá đạo lực lượng lực lượng càng mạnh mẽ hơn bằng vào tu vi hiện tại của ta bằng vào bản nguyên ngũ hành còn có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một tiểu thế giới hoàn toàn mới thế nhưng thế giới này cực kỳ không ổn định cách một thế giới chân chính phi thường xa xôi mở thánh địa ngũ hành chí ít cần phải có tu vi hợp đạo kỳ mới có thể ta muốn mở ra một thế giới mới mở ra một thánh địa to lớn không gì sánh được siêu thoát bên ngoài quy tắc thiên địa để chúng sinh trong thiên hạ cũng còn là quân cờ của thiên địa không còn bị thiên địa tùy ý hủy diệt trong lòng cổ thần vận chuyển vạn niệm địch nhân đã tử vong toàn bộ cũng không hề đánh mất đi ý chí chiến đấu của cổ thần mục tiêu khiêu chiến của hắn còn phi thường xa xôi hiện tại mới chỉ bước được một bước nhỏ nếu như muốn hoàn thành được mục tiêu trong lòng còn cần phải có thực lực cường đại hơn nhiều, cần càng nhiều thời gian. Cổ thần một lần nữa tiến vào bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích hợp đạo kỳ. Tu sĩ kết thành kim đan trong cơ thể đến khi bước vào hợp đạo, mỗi một lần đề cao một cảnh giới sẽ gặp phải lôi kiếp khảo nghiệm thực lực, tổng cộng phải vượt qua 9 lần lôi kiếp. 9 lần lôi kiếp, lực lượng mỗi một lần so với một lần càng thêm kinh khủng, hầu như tăng trưởng theo bội số lần. Nhất là lôi kiếp đệ cửu trọng, tu sĩ đã lĩnh ngộ thấu triệt pháp tắc thiên địa, nhất cử bước vào điện phủ tu đạo, đăng đường nhập thất, độ khó to lớn hầu như tương đương với từ khi bắt đầu tu đạo tới trước hợp đạo kỳ vì vậy lôi kiếp đệ cửu trọng ẩn hàm lực lượng so với 8 lần lôi kiếp trước đó cộng lại còn kinh khủng hơn rất nhiều tu sĩ từ hư không kỳ bước vào hợp đạo sơ kỳ ngoài độ khó không thua gì so với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ hợp thành đạo của chính bản thân mình thậm chí còn khó hơn một chút tuy rằng chư tử đại tiên hợp đạo thành công rất ít thế nhưng coi như có tỷ lệ 10 người thì một người thành công mà từ hư không kỳ bước vào hợp đạo kỳ coi như hai người cũng khó có một người vượt qua được lôi kiếp đệ cửu trọng thành công bước vào hợp đạo kỳ. Tu sĩ hư không kỳ có thọ nguyên dài tới 6.000 năm, trong số năm tháng đáng kể như vậy, vô số cường giả hư không hậu kỳ cũng không thể bước vào hợp đạo kỳ, có thể thấy được hư không bước vào hợp đạo đích thực là một chuyện không dễ dàng. Cổ thần bế quan trong khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần tại tầng thứ tư như ý linh lung bảo tháp, liên tục luyện hóa bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời không ngũ hành, diễn hóa pháp tắc chư thiên bàn địa, tất cả đều lĩnh hội tìm hiểu tuy rằng cổ thần có thể thi triển ra lực lượng pháp tác cường đại giống như chư tử đại tiên hợp đạo thành công thế nhưng đây hoàn toàn là do mượn lực lượng của bản nguyên ngũ hành không chân chính thuộc về bản thân cổ thần nếu như muốn bước vào hợp đạo nhất định phải không ngừng luyện hóa hấp thu bản nguyên ngũ hành dần dần chuyển hóa lực lượng bản nguyên ngũ hành trở thành lực lượng của chính mình cổ thần đã vô địch thiên hạ nhưng vẫn như trước rất ít lộ diện luôn luôn bế quan khổ tu khiến mọi người trong thiên hạ cảm thấy không thể giải thích được cho dù tứ nữ hư tử uyên mông tiên âm tiểu bạch tự ngọc cũng đều có cảm giác khác thường Tuy nói con đường tu đạo vô cùng dài dòng xa xôi, không chỉ cần tu khổ luyện, không ngừng đột phá, thu được thọ nguyên càng nhiều hơn, thế nhưng nhân sinh bình phàm, nhất là tu sĩ, thọ nguyên dài tới mấy trăm, mấy nghìn năm, trong năm tháng dài như vậy, nếu như toàn bộ thời gian đều tiêu tốn trong điên cùng tu luyện, sinh hoạt bình thường còn không bằng cuộc sống vài chục năm của phạm nhân thông thường, vậy có chút cái được không bủ nổi cái mất. Sinh mệnh dài lâu tựa hồ không mang tới sự vui vẻ, mà là khổ tu liên tục. Đối với nghi hoặc của tứ nữ, cùng với không giải thích được của người trong thiên hạ, cổ thần không có bao nhiêu giải thích nói cho người đời đại kiếp nạn thiên địa sắp xảy ra tất cả cấp bị hủy diệt thế giới nên đón ngày diệt vong điều này chỉ tạo thành khủng hoảng khiến toàn bộ tiên giới cổ hoang rơi vào bạo loạn nếu như ngày diệt vong thực sự tới cổ thần không cứu được mọi người như vậy để chúng sinh trong sự bất tri bất giác rơi vào kiếp nạn tốt hơn rất nhiều so với sớm biết kiếp nạn phủ xuống mà rơi vào sợ hãi dằn vặt thời gian qua mau nhật nguyệt chuyển dời thời gian giống như nước chảy chậm rãi trôi qua rồi biến mất hư không bước vào hợp đạo đây là trở ngại lớn nhất từ khi cổ thần tu đạo tới nay, một trở ngại lớn nhất phải đối mặt trên con đường tu chân 100 năm, 200 năm, 300 năm Thời gian 100 năm lại 100 năm trôi qua, cổ thần bước vào hợp đạo vẫn không hề có nửa phần dấu hiệu Từ hư không bước vào hợp đạo, cần phải lĩnh ngộ nghìn nghìn vạn vạn pháp tác thiên địa, thực sự rất nhiều Cho dù trong cơ thể cổ thần có bản nguyên ngũ hành, có thể trực tiếp lĩnh ngộ tới pháp tác ngũ hành, đồng thời thôi diễn ra các loại pháp tác thiên địa Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc không phải người khác có thể so sánh được, cho dù là rất nhiều thiên tài tuyệt thế cũng nhanh hơn tới vài lần. 400 năm, 500 năm, 600 năm. Theo thời gian không ngồi trôi qua, cổ thần đối với luyện hóa bản nguyên ngũ hành càng lúc càng nhiều, lĩnh ngộ đối với pháp tắc ngũ hành càng lúc càng thấu triệt, đối với cảm ngộ các loại pháp tắc thiên địa càng lúc càng thêm khắc sâu. Đồng thời bản nguyên ngũ hành bị luyện hóa càng lúc càng nhiều, bản nguyên ngũ hành dung hợp với nhau càng lúc càng hoàn chỉnh, thực lực của cổ thần liên tục tăng mạnh như tên bay cổ thần tiến hành một lần bế quan dài dòng nhất từ trước tới nay. Thời gian vẫn chưa thể ma diệt ý chí chiến đấu trong lòng hắn, cũng không thể đối với con đường sau này của hắn sản sinh ra bất cứ do dự nào, ngược lại càng thêm kiên định vững chắc. Tầm của hắn đã kiên cố, ý chí chiến đấu của hắn vĩnh viễn không tắt, con đường chống lại thiên đạo của hắn nhất định sẽ tiếp tục bước đi. Trong 800 năm trôi qua, vạn dặm xung quanh hư thiên tông vẫn bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ, tự hồ có một bàn tay to vô hình nâng bầu trời lên, thậm chí ngay cả đám mây trên trời cao cũng hoàn toàn bị thổi tung đi nơi khác. Tròn 800 năm trôi qua, trên bầu trời vạn dặm xung quanh Hư Thiên Tông, ngay cả mây trắng cũng rất ít khi xuất hiện, càng đừng nói là mây đen bao phủ. Thế nhưng, hôm nay đột nhiên bầu trời thay đổi. Đột nhiên tiếng sấm nổ ầm vang, mây đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dũng mãnh tụ tập lại. Chỉ trong nháy mắt, mây đen vô cùng vô tận nhanh chóng bao phủ toàn bộ phương viên vạn dặm xung quanh Hư Thiên Tông, hình thành một khuôn mặt con người rất lớn đen tối không gì sánh được một khuôn mặt to lớn vô cùng xuất hiện trên vòng trời cao bao quát đại địa hai con mắt lớn chừng vạn trượng như hắc động tản mát ra ý vị lạnh lùng vô tình nhìn vào hư thiên tông trong dãy núi linh hư vô số lôi quan thiểm điện rậm rạp từ trong vòng trời trên khuôn mặt người đen kịch kia liên tục lập lòe âm 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 tiếng sấm nổ vang từ trên trời giáng xuống toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịch mới vừa rồi mặt trời sáng sủ chiếu rọi trong sát na ban ngày biến thành đêm tối giống như nên đóng một ngày diệt vong của nhân gian trông như ý linh lung bảo tháp hai con mắt cổ thần mở ra con người bùng lên tinh quang khẽ nói lôi kiếp đệ cửu trọng cuối cùng cũng tới lôi kiếp đệ cửu trọng phủ xuống chứng minh tu vi của hắn một lần nữa đột phá từ hư không kỳ bước vào hợp đạo kỳ gần 800 năm liền từ hư không hậu kỳ đỉnh bước vào hợp đạo sơ kỳ tốc độ tu luyện như vậy đối với người khác mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi hơn nửa số năm tháng tu luyện trước đó tổng cộng thời gian cổ thần tu luyện từ trước tới nay cũng chỉ hơn nghìn năm mà thôi trăm năm độ hư, nghìn năm hợp đạo, tốc độ kinh khủng này chỉ có truyền thuyết tại thời đại thái cổ mới xuất hiện, nhưng hiện tại đã xuất hiện trên người cổ thần. Ánh mắt cổ thần nổ bắn ra, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chia hư không phía trước thành hai nửa, bước chân phía dưới hắn khẽ động, liền lập tức bước vào trong hư không. Khi xuất hiện trở lại, cổ thần đã rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, rời khỏi Hư Thiên Tông, đi tới hư không vạn trượng bên ngoài Hư Thiên Tông. Dưới chân của hắn là dãy núi linh hư hoang vu không có vết chân con người, uy lực của lôi kiếp đệ cửu trọng vô cùng kinh khủng, huống hồ cổ thần phải đối mặt chính là lôi kiếp hủy diệt chính bản thân thiên đạo đánh xuống cần phải tìm một địa phương không có dấu vết con người để độ kiếp để không liên lụy tới người khác nếu như độ kiếp trong hư thiên tông chỉ sợ lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng đánh xuống toàn bộ hư thiên tông đều bị sang thành đất bằng cổ thần có tâm đối kháng với ý chí thiên địa bất luận là kẻ nào cũng không thể biết thế nhưng là chủ tể thiên địa cổ thần có tâm chiêu khiến đối với quy tắc thiên địa thiên đạo tự nhiên cảm ứng được cho nên mới đánh xuống lôi kiếp hủy diệt muốn trực tiếp hủy diệt cổ thần hoàn toàn tại thời điểm cổ thần từ trong như ý linh lung bảo tháp bước ra ngoài vô số lôi quan thiểm điện đều đã tụ tập tới bộ phận miệng của khuôn mặt người khổng lồ hình thành chính đạo lôi điện khổng lồ không gì sánh được cách hư không vô tận nhìn lại cũng có thể khiến trái tim băng giá nứt ra đột nhiên trong thiên địa vang lên một thanh âm vô cùng to rõ ràng giống như từ trên vòm trời truyền đến lại giống như vang lên ngay bên tai tự hồ không chỗ nào không ở có mặt khắp nơi phàm nhân dám có ý chí nghịch lại thiên ý nhất định bị thượng thiên hủy diệt theo thanh âm này vang lên khuôn mặt đen kịch khổng lồ trên bầu trời đột nhiên hé mở miệng rộng trong cái miệng rộng lớn chừng mấy vạn trượng nhất thời phát ra chín đạo lôi kiếp đẹp mắt vô cùng mỗi một đạo lôi kiếp đều đạt tới vạn trượng giống như những cây cột trụ trời từ trên cao rơi xuống muốn hủy diệt tất cả mọi thứ dám ngăn cản bế quan 800 năm tại khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần thời gian trong tiên giới cổ hoang mới chỉ qua 80 năm so với 80 năm trước thực lực của cổ thần đã có sự biến hóa cực lớn 80 năm trước cổ thần có thực lực ngang tài ngang sức với chư tử đại tiên hợp đạo thành công mà hôm nay, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kết quả thắng bại như thế nào cần phải thực sự trải qua một cuộc tranh đấu với chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể khẳng định được. Lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng này trong con mắt của người khác hoàn toàn là tồn tại không thể chống đối, vô luận rơi xuống nơi nào, nơi đó nhất định bị hủy diệt, thế nhưng trong con mắt cổ thần lại trở thành bình thường không đáng nhắc tới. Ta muốn thiên không thể che được ánh mắt ta, ta muốn địa không thể mài mòn được tâm ta, thiên đạo cao cao tại thượng, người không thể áp bách được ý chí của ta, ngươi không thể khống chế được vận mệnh của ta cho dù là thiên địa nếu như dám áp bách ta nếu dám không chế ta ta sẽ đánh vỡ thượng thiên đập phá đại địa thượng thiên cũng phải rung lên dưới chân ta đại địa phải tan biến đối mặt với thiên âm vang lên từ khắp nơi trong thiên địa cổ thần liền triển khai phản kích trong thanh âm ẩn chứa đại đạo vô thượng cho dù so với thiên âm cũng không hề thua kém mảy may đồng thời thân thể của cổ thần phóng lên cao xông vào hư không càng cao hơn hai vạn trượng ba vạn trượng bốn vạn trượng trước mặt khuôn mặt khổng lồ đen kịt cùng với chính đạo lôi kiếp hủy diệt kinh khủng thân thể cổ thần thực sự nhỏ bé giống như hạt bụi bầm. thế nhưng ý chí của hắn lại đáng sợ tới như vậy không gì phá nổi như vậy cho dù đối mặt với thượng thiên cũng không một chút lùi bước bạn đang đọc truyện được lấy tại truyni com khuôn mặt đen kịt trên bầu trời có thể che trời che đất thế nhưng không thể che được quan mang do cổ thần bộc phát ra trong hư không bốn vạn trượng cổ thần và lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng gặp nhau rồi cánh tay cổ thần trảo nhẹ về phía bầu trời một bàn tay to dơ cao đột nhiên xuất hiện nằm ngón tay dài tới vạn trượng trắng xanh bạc đỏ vàng giống như năm cây cột trụ trời phóng lên cao hình thành một thế giới hoàn toàn mới trực tiếp chập lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng vào trong tay bàn tay nắm nhẹ năm cây cột trụ trời tan vỡ thế giới vừa mới hình thành bị hủy diệt quy lực diệt thế cho dù là lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng cũng bị nổ tung biến mất không còn bóng dáng tan thành hư vô trên vòng trời lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng từ khuôn mặt đen kịt rơi xuống vô cùng vô tận liên miên không dứt quanh kích vào cổ thần cổ thần đứng giữa hư không bốn vạn trượng khí định thần nhàn hai dưỡng liên tục bắt nhẹ về phía bầu trời một thế giới mới lại xuất hiện một thế giới mới bị hủy diệt lấy hủy diệt đối với hủy diệt cổ thần hiện tại dễ dàng ngăn cản được lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng vô lượng tốc độ oanh kích của lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng có nhanh tới mức nào cổ thần cũng vẫn chậm rãi khí định thần nhàn bàn tay tùy ý đảo qua bầu trời tiên lực thuần dương liền lập tức biến thành bàn tay khổng lồ dơ lên trời trong bàn tay tự thành càng khôn bàn tay sờ nhẹ càng khôn nghiền nát thế giới hủy diệt lực lượng hủy diệt cường đại đều kích nổ mọi thứ tan thành hư vô cho dù lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng cũng không ngoại lệ lôi kiếp đệ hủy diệt đệ cửu trọng vô cùng vô tận hạ xuống tất cả đều bị cổ thần hóa giải một cách dễ dàng không thể tổn thương cổ thần mảy may chỉ là lực lượng hủy diệt thế giới kinh khủng do cổ thần thi triển ra và lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng vẫn còn dư âm khuếch tán bốn phương tất cả mọi thứ phương viên nhìn dặm hư không tầng tầng nghiền nát đại địa không thể chịu nổi áp lực to lớn phân liệt sụp đổ tan thành hư vô lấy đại địa ngay bên dưới cổ thần làm trung tâm trong vòng phương viên nhìn dặm vô số vết nứt nẻ giống như mạng nhện xuất hiện sau không thấy đấy trong hoàn cảnh kinh thiên động địa sơn băng địa liệt cổ thần thủy chung sừng sững hư không lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng đối với hắn không thể tạo thành một chút tổn thương chỉ cần phất tay là có thể đánh tan được lôi kiếp huy diệt đề cửu trọng lực lượng của cổ thần lúc này đã tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi Tất cả tu sĩ gần hư thiên tông đều đang quan sát lần lôi kiếp cái thế này, trong hoàn cảnh hủy thiên diệt địa như vậy, cổ thần vẫn có thể khí định thần nhàn như trước, không hề bị lôi kiếp hủy diệt ảnh hưởng, đồng thời đơn giản phản kích, khiến tất cả tu sĩ đều trừng mắt há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần một lần lại một lần hủy diệt lôi kiếp đệ cửu trọng từ trên bầu trời giáng xuống, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra lúc này chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân ta cũng đủ để chống đối với lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng, vô luận là lôi kiếp duy trì bao lâu, cho dù oanh kiếp trong 10 năm, một trăm năm ta cũng có thể thoải mái chống đỡ ta ngược lại muốn nhìn lôi kiếp hủy diệt này đến tột cùng có thể duy trì bao lâu lôi kiếp bình thường chỉ lóe lên là qua mà từ lúc lôi kiếp đệ ngũ trọng bắt đầu cổ thần độ lôi kiếp hủy diệt chưa từng bao giờ duy trì tới khi lôi kiếp hủy diệt hoàn toàn biến mất mỗi một lần đều là do côn ngô tiên đế hấp dẫn khuôn mặt đen kịt khổng lồ trên bầu trời kia đi khuôn mặt đen kịt khổng lồ trên bầu trời chủ động thu hồi lôi kiếp hủy diệt đuổi theo côn ngô tiên đế lúc này đây cổ thần rốt cuộc đã có được thực lực gần như vô hạn đối kháng với lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng tự nhiên muốn nhìn một chút lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng rốt cuộc có thể duy trì bao lâu muốn bằng vào lực lượng chính bản thân mình hoàn chỉnh vượt qua lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng thời gian từng chút từng chút trôi đi trong sát na hơn 10 lần nháy mắt đã trôi qua rồi một khắc chung trôi qua lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng trên bầu trời vẫn tiếp tục quanh kiếp xuống không ngừng nghỉ như trước cổ thần cũng vẫn khí định thần nhàn như trước đứng thẳng trong hư không bốn vạn trượng chỉ phất nhẹ tay đã có thể đánh tan lôi kiếp hủy diệt dệ cửu trọng hóa thành hư vô Lôi kiếp này đến tột cùng duy trì bao nhiêu thời gian? Chúng ta độ lôi kiếp không phải trong sát na lôi kiếp đã tan đi rồi sao? Đúng vậy, lôi kiếp này thực sự không bình thường a, à, quy lực so với ba người ngô tinh, cơ nghiêu, độ thiện độ lôi kiếp đệ cửu trọng cường đại hơn không chỉ một trăm lần. Tại thời điểm chúng ta độ lôi kiếp, lôi kiếp cũng giống như lúc này, duy trì trong thời gian nửa khác chung vẫn không dứt, chúng ta sợ là không duy trì nổi trong thời gian mấy lần nháy mắt, nhất định sẽ bị lôi kiếp quanh kích hôi phi yên diệt. Lực lượng lôi kiếp lĩnh tụ phải độ quả thực quá mức kinh khủng, đồng thời kéo dài không dứt, giống như vô cùng vô tận, như vậy mà lĩnh tụ vẫn có thể dễ dàng độ kiếp, thực lực của lĩnh ngộ thực sự quá mức thông thiên, ta xem lực lượng của lôi kiếp này cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không nhất định có thể ứng phó được. Lĩnh tụ đã có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, so với chư tử đại tiên hợp đạo thành công khẳng định còn lợi hại hơn, hầu như đã có thể so sánh với cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ rồi. Cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, cho dù là thời đại thượng cổ cũng là một phương bá chủ tiên giới cổ hoang, cùng một thời đại, số lượng cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ có thể đến được trên đầu ngón tay, chưa từng có lúc nào vượt quá 10 người. Lĩnh tụ mới bao nhiêu tuổi? Mới 200 tuổi mà thôi, thực lực đã có thể so sánh với một phương bá chủ thời đại thường cổ, thực sự là thần thoại không tưởng, cho dù là năm vị đại đế thời đại thường cổ cũng không có bản lĩnh như lĩnh tụ A. À. Đương nhiên rồi, lĩnh tụ là thần thoại toàn bộ thời đại hiện nay, truyền kỳ của toàn bộ thời đại thường cổ tới nay, không người nào so sánh được, chỉ sợ chỉ có những đại năng như tiên vương, tiên tôn thời đại thái cổ mới có thể so sánh được với lĩnh tụ hư thiên tông đám tu sĩ đạo môn khiếp sợ tới không thể tưởng tượng trận mắt há mồm thế nhưng theo dòng thời gian đẩy mạnh tu sĩ đạo môn sớm từ khiếp sợ chuyển thành chết lặng rồi thấy cổ thần vẫn có thể khí định thần nhàn đơn giản thoải mái đánh tan lôi kiếp hủy diệt chậm rãi nhưng không hề sơ sót tất cả bắt đầu nghị luận sôi nổi trong ngôn ngữ đều là kính nể và chấn động đối với thực lực của cổ thần một khắc chung trôi qua hai khắc chung trôi qua ba khắc chung trôi qua lôi kiếp hủy diệt tự hồ thực sự vô cùng vô tận trong miệng khuôn mặt to lớn đen kịch kia vĩnh viễn có lôi kiếp hủy diệt liên tục rớt xuống quanh kích thẳng vào cổ thần trong lòng cổ thần không vội không gấp bảo trì bình tĩnh vẫn khí định thần nhàn như trước trong lúc phất tay là có thể đánh tan lôi kiếp hủy diệt hóa thành hư vô kỳ thực tại thời điểm liên tục đối kháng với lôi kiếp hủy diệt cổ thần cũng không ngừng nghĩ lĩnh ngộ đối với lực lượng trong lôi kiếp hủy diệt Trước đây độ Lôi Kiếp hủy diệt chưa từng có cơ hội như vậy, có thể liên tục cảm ngộ lực lượng của Lôi Kiếp hủy diệt, bởi vì cổ thần căn bản không thể có lực lượng chống đối Lôi Kiếp hủy diệt quá lâu, nếu như đến lúc không đón đỡ được, cùng Ngô Tiên để lập tức xuất hiện, hấp dẫn khuôn mặt khổng lồ đi. Mà lúc này đây, có thể nói là cơ hội tốt khó có thể gặp, pháp tắc hủy diệt ẩn chứa trong Lôi Kiếp hủy diệt chính là pháp tắc hủy diệt bản nguyên thiên địa nhất, so với pháp tắc hủy diệt từ bản nguyên ngũ hành thôi diễn ra không chút thua kém, thậm chí còn vượt qua. Cổ thần sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới chính là dựa vào lực lượng của bản nguyên ngũ hành, bằng vào lực lượng riêng bản thân hắn, hôm nay chỉ vừa mới bước vào hợp đạo, nếu như không có bản nguyên ngũ hành tuyệt đối không thể làm được, vì vậy lĩnh ngộ đối với pháp tắc hủy diệt, cổ thần chưa hề đạt tới tạo nghệ rất cao, thông qua cảm ngộ pháp tắc hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt giúp cổ thần thu được lợi ích rất lớn. Cổ thần đang trong trạng thái dung nhập với cảm ngộ pháp tắc hủy diệt, theo thời gian trôi qua, cũng không quá mức lưu ý, hắn vô pháp vô niệm, giống như quên đi thời gian chỉ là mỗi khi có lôi kiếp hủy diệt từ trên trời giáng xuống, hắn liền thông dong phất nhẹ tay, đồng thời cảm ngộ pháp tác hủy diệt, đồng thời đánh tan lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng. Bất quá, cổ thần bình tĩnh thông dong, chúng tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông thì kích động không ngớt, tức giận bất bình vô hạn. Lôi kiếp này sao lại biến thái như vậy? Dĩ nhiên không dứt, nếu như không phải lĩnh tụ có thực lực thông thiên, chỉ sợ là một vị chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng bị lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận như vậy đánh tan xác rồi. Lôi kiếp này quá mức biến thái, vì sao lĩnh tụ độ lôi kiếp so với mọi người độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau? Không chỉ có lực lượng kinh khủng gấp trăm lần, mà đến giờ vẫn không dứt, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Lôi kiếp biến thái như vậy, đồng thời còn vô cùng vô tận, oanh kích nửa canh giờ rồi, lĩnh tụ cư nhiên có thể khí định thần nhàn phất tay đánh tan lôi kiếp hủy diệt, thực lực lĩnh tụ thực sự. Thực sự, ta thực sự không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi. Có phải thực lực của lĩnh tụ đã cường đại tới mức ngay cả thường thiên cũng bắt đầu sợ hãi? cho nên thượng thiên mới cố ý đánh xuống lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận muốn diệt sát lĩnh tụ lĩnh tụ đã nói muốn đánh phá thượng thiên đạp phá đại địa có khả năng thiên địa thực sự sợ hãi lĩnh tụ không phải chứ thiên ở trên địa ở dưới chúng ta đều sinh hoạt trong thiên địa lực lượng của con người còn cường đại hơn nữa thì cũng phải trong thiên địa thiên địa sao có khả năng sợ hãi lĩnh tụ lĩnh tụ không phải người bình thường trong cơ thể có huyết mạch cổ thần là hậu nhân của cổ thần thái cổ nếu không phải là thiên địa cũng sợ hãi, vậy ngươi nói vì sao lĩnh tụ độ lôi kiếp biến thái như vậy, còn liên tục không ngừng nghỉ. May mà thực lực lĩnh tụ thông thiên, đổi thành người khác đã sớm bị lôi kiếp oanh kích đi đời nhà ma rồi. Vậy nếu như lôi kiếp biến thái kia thực sự liên tục không ngừng nghỉ thì sao bây giờ? Lực lượng thiên địa vô hạn, mà lực lượng con người có hạn, tuy rằng lĩnh tụ có huyết mạch cổ thần, nhưng hiện tại vẫn là con người, một ngày nào đó lực lượng của lĩnh tụ sẽ tan hết, nếu như đến lúc đó lôi kiếp vẫn đánh xuống, như vậy nên làm cái gì bây giờ? thiên địa thực sự không có mắt, lĩnh tụ là người tốt như vậy, cư nhiên muốn dùng lôi kiếp biến thái đánh chết. Đúng vậy, lĩnh tụ khoan dung độ lượng, chưa từng chấp nhặt đối với chúng ta, chỉ là nhốt chúng ta ba năm đã bỏ qua tội nghiệp của chúng ta, nếu là thiên địa thực sự có mắt, nên đi đánh thủ lĩnh các tộc đã từng cướp giật chiến thần lệnh của lĩnh tụ mới đúng. Tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông đều nghị luận sôi nổi, thần tình cả đám sụt sôi, chỉ đổ thừa cho thiên địa bất công, thế nhưng tình cảm của bọn họ căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào tới quy tắc thiên địa lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng trên bầu trời vẫn như trước, không ngừng nghỉ rơi xuống. Sáu khắc chung trôi qua. Bảy khắc chung trôi qua. Tám khắc chung trôi qua. Thời gian đã trôi qua tròn nửa ngày, lôi kiếp đệ cửu trọng vẫn liên tục không ngừng nghỉ rơi xuống, bổ thẳng vào cổ thần, đều bị cổ thần phất tay hóa giải. Trong một ngày đêm, cổ thần luôn luôn duy trì cảm ngộ lực lượng hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt, thu hoạch không nhỏ. Ba ngày đêm trôi đi, lôi kiếp trên bầu trời rốt cuộc cũng có biến hóa, Khuôn mặt đen kịt trên bầu trời đột nhiên trở nên linh động hơn rất nhiều, tự hồ nhiều hơn một cố cảm giác tức giận, giống như tử thi hoàng hồn. Đột nhiên, cổ thần cảm giác được, một cổ uy áp cường đại không gì sánh được từ trên trời cao giáng xuống, cảm giác này rất giống khi đối mặt với cô Ngô Tiên Đế, thế nhưng lực lượng của cô Ngô Tiên Đế đều thu liễm vào trong cơ thể, cổ thần không thể cảm giác được lực lượng của cô Ngô Tiên Đế đến tột cùng mạnh đến mức nào, chỉ biết là kinh khủng phi thường, căn bản không thể chịu đựng nổi uy áp của cô Ngô Tiên Đế. Mà khuôn mặt đen kịt trên bầu trời hiện tại đã ngoại phóng lực lượng cường đại, chỉ là một cổ khí thế đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lôi kiếp hủy diệt đề cửu trọng, tầng tầng hư không nghiền nát, cổ thần nhất thời bị một cổ lực lượng cường đại không gì sánh được ép tới mức rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, từ bốn vạn trượng trong hư không giảm xuống còn ba vạn trượng, hai vạn trượng, một vạn trượng. Oanh! Cổ thần trực tiếp bị ép xuống dưới mặt đất, khiến đại địa bạo tạc một tiếng kinh thiên, vô số vết trách lấy dưới chân cổ thần làm điểm trung tâm, nứt nẻ giống như mạng nhện. Trong lòng cổ thần đại chấn, khuôn mặt đen kịt trên bầu trời giống như một khôi lỗi không có tình cảm, không biết mệt mỏi, thế nhưng hiện tại lại nhiều hơn một phần tức giận, tự hồ như sống, có linh tính. Giống như một cỗ máy vốn hoạt động thầm lặng đột nhiên biến thành một sinh linh linh hoạt biết tức giận. Đồng thời lực lượng của người này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, cổ thần có thể cảm giác được, lúc này lực lượng mà khuôn mặt đen kịch kia ngoại phóng ra thậm chí không hề thua kém so với cung ngô tiên đế. Tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông từng người từng người biến hẳn sắc mặt, Cổ thần trong lòng bọn họ hầu như là tồn tại vô địch, cho dù là lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng cũng không thể gây tổn thương mảy may đến cổ thần. Thế nhưng lúc này lại bị một cổ khí tức trấn áp đè xuống đất từ bốn vạn trượng trong hư không, lực lượng như vậy sợ rằng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cũng sẽ bị nghiền nát bấy trong nháy mắt. Cho dù nói chúng tu sĩ đạo môn đều đang ở trong thiên tinh hóa hư đại trần, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ khuôn mặt người đen kịch vô cùng khổng lồ trên vòm trời cao cao kia. Rắc 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 rắc. Cương tráo phòng ngự của Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận đối mặt với Cổ Uy Áp khí tức này lập tức vang lên tiếng rắc rắc, giống như một kiện vật phẩm không thể kham nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Cái này là gì vậy? Lực lượng thực cường đại, cho dù là lĩnh tụ cũng bị ép rơi xuống hư không. Trời ạ. À! Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận tự hồ không thể chống đỡ được Cổ Uy Áp này. Làm sao bây giờ? Nếu Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận bị phá hủy rồi, tất cả chúng ta, kể cả toàn bộ Hư Thiên Tông đều sẽ bị Cổ Uy Áp này nghiền nát bấy. A. À khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời thay đổi. Chúng tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông kinh khủng vạn phần, uy áp từ trên bầu trời đánh xuống vô cùng khủng khiếp, khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ. Lực lượng như vậy, so với lực lượng cổ thần hiển lộ ra còn mạnh mẽ hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời đang biến hóa, cái miệng khổng lồ hợp lại, không còn lôi kiếp hạ xuống như trước, lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng rốt cuộc cũng kết thúc. Thế nhưng trong lòng cổ thần lại cảm giác không ổn, khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời giống như đang kéo sát lại, hình thành một đoàn mây mù màu đen thuần khiết, sau đó lại chậm rãi mở rộng, theo sự biến hóa của khuôn mặt người đen kịt, cổ uy thế từ trong hư không đè ép xuống càng lúc càng thêm cường đại, cho dù là cổ thần cũng cảm giác có một ngọn núi lớn không thể chịu đựng nổi ngăn chặn hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Rất nhanh, mây đen trên vòng trời đã không còn nửa phần bóng dáng khuôn mặt người, mà là hình thành một chữ lớn thiên. Một chữ thiên. Uy áp từ trên bầu trời giáng xuống chính là thiên uy cái thế lực lượng thiên uy không biết to lớn tới mức nào khó có thể đo lường được vì vậy mới có câu nói thiên uy khó dò lúc này thiên uy từ trên bầu trời đè xuống cho dù là cổ thần cũng bị ép tới mức không thể nhúc nhích nếu không phải nhục thân của hắn đã đạt tới cảnh giới bất hủ lúc này hẳn là đã bị nghiền nát bấy cho dù là chiêu tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không thể ngăn cản được cổ uy áp kinh khủng này uy áp do thiên uy tạo ra chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là cổ thần vì vậy cổ thần phải đối mặt với thiên quy trực tiếp nhất cường đại nhất về phần hư thiên tông cách nhìn dặm, bất quá là lực lượng tàn dư do thiên uy trấn áp xuống mà thôi, thế nhưng vẫn trấn áp thiên tinh hóa hư đại trận vang lên tiếng rắc rắc không ngừng nghỉ, tự hồ sẽ tan biến, có một số địa phương cương tráo phòng ngự của thiên tinh hóa hư đại trận đã xuất hiện vết rách rất rõ ràng. Thiên. Đó là thiên. Xong, chúng ta đều xong, thiên đã nổi giận, chúng ta đều không sống được rồi. Dĩ nhiên là thiên uy, so với lôi kiếp biến thái vừa rồi, lực lượng còn cường đại hơn gấp trăm lần, thượng thiên giận dữ, vạn vật đều vong a, à, làm sao bây giờ? nên làm cái gì bây giờ? Chúng tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông đều kinh khủng hô to lên. Chính vào lúc này, khí tức của Côn Ngô Tiên Đế xuất hiện, lập tức tràn vào trong cảm nhận của cổ thần. Cổ thần có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lúc Côn Ngô Tiên Đế xuất hiện tại tiên giới cổ hoang, lúc này đây Côn Ngô Tiên Đế bắt trước bộ dạng kẹo hồ lô, muốn dẫn dụ thiên do khuôn mặt khổng lồ đen kịt trên bầu trời đi. Thế nhưng tình huống lúc này hiển nhiên có điểm không giống nhau. Trước kia mỗi lần lôi kiếp hủy diệt xuất hiện chỉ là khuôn mặt khổng lồ đen kịt giống như cổ máy, mà lúc này đây lại biến thành chữ thiên hoàn toàn có khí tức sinh mệnh. Khí tức của cô Ngô Tiên Đế vừa hiện ra, chữ thiên kia rõ ràng lắc lư nhìn trái nhìn phải, tựa hồ có chút kinh ngạc và muốn di động đuổi theo. Thế nhưng chữ thiên thủy chung không nhúc nhích, một thanh âm từ trong chữ thiên phát ra. Con kiến hôi hèn mọn dám kháng nghịch lại ta, thực sự là đáng chết. Một hoa khai một quả, một niệm một luân hồi, luân hồi tức chung ngũ hành chi linh để chứng con kiến hôi hèn mọn này đều biến thành hư vô. Theo thiên âm mênh mông cuồn cùng, cùng vang lên, năm đạo trưởng ấn trong nháy mắt từ trong chư thiên thật lớn bắt ra, trong sát na biến lớn, mỗi một trưởng ấn đều lớn nhìn dặm, từ trên trời giáng xuống, vỗ mạnh về phía cổ thần. Năm đạo trưởng ấn này có năm màu sắc trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng, chính là màu sắc của năm bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, so với ngũ hành bản nguyên ấn của cổ thần hầu như không có gì khác nhau, giống nhau như đúc, Thế nhưng ngũ hành bản nguyên ấn do chữ thiên phát ra so với ngũ hành bản nguyên ấn do cổ thần phát ra có lực lượng cường đại hơn không chỉ nghìn vạn lần, quy lực càng cường đại hơn nghìn vạn lần. Ngũ hành bản nguyên ấn vừa mới xuất hiện, toàn thân cổ thần liền chấn động mạnh mẽ, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể tự hồ đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng. Oanh. Thiên tinh hóa hư đại trận bên ngoài hư thiên tông dưới lực lượng tàn dư của ngũ hành bản nguyên ấn do chữ thiên phát ra lập tức bị nghiền nát tầng tầng, cuối cùng bạo tạc một tiếng, bị chấn thành hư vô đây chính là lực lượng của thiên uy, vừa ra tay, chỉ cần lực lượng tàn dư cũng có thể hủy diệt vạn vật, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng bị miễu sát trong nháy mắt. Không tốt. Cổ thần thất kinh, thầm nghĩ không ổn. Lực lượng của thiên hầu như không thể suy đoán, chỉ biết là cường đại, rốt cuộc cường đại tới mức nào, hoàn toàn không thể biết được, chỉ dựa vào lực lượng tàn dư, cổ thần sẽ bị nghiền nát thành phấn mạc, nghiền thành hư vô, vạn vật thiên địa đều sẽ bị hủy diệt tan nát. Đang lúc cổ thần có cảm giác không thể nghịch chuyển, đột nhiên một vết trách không gian vô cùng khổng lồ xuất hiện. đạo vết trách không gian này dài tới mấy vạn dặm, từ phía đông xa xôi kéo dài tới, từ mặt đất kéo lên hư không vô cùng vô tận. vèo, thanh âm bay qua giống như tốc độ ánh sáng đột ngột vang vọng. một đạo quang mang ánh sáng ngọc kéo dài vạn trượng từ trong vết trách không gian to lớn vô cùng bắn ra mãnh liệt. âm 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 âm, năm tiếng bạo tạc, năm đạo bản nguyên ấn do chữ thiên quanh kích ra bị một đạo quang mang ánh sáng ngọc kia đánh tan nát, đánh thành hư vô. đó là phá thiên chỉ tại lúc thất khiếu cổ thần chảy máu hầu như thân thể bổ tan thành phấn mạc nhảy mắt cuối cùng khi ý thức vẫn còn nhận ra được đạo quan mang ánh sáng ngọc kia khi chính là phá thiên chỉ một bóng người theo sát quan mang ánh sáng ngọc từ trong vết trách không gian nhảy ra ngoài trực tiếp thuấn di tới ngay bên cạnh cổ thần chụp lấy cổ thần vào tay sau đó chợt lóe nhảy vào trong vết trách không gian lập tức biến mất không còn bóng dáng nếu như cổ thần vẫn còn tỉnh táo tự nhiên sẽ biết người cứu hắn từ trong tay chữ thiên chính là cô ngô tiên đế mơ mơ màng màng không biết cổ thần đã hôn mê bao lâu. Đợi khi cổ thần tỉnh lại một lần nữa, phát hiện chính mình gian nằm trong một không gian bị phong bế, không gian này vô cùng nhỏ hẹp, chỉ rộng không tới 100 trượng. Đây là đâu? Cổ thần khẽ nhíu mày, hắn biết mình chưa từng tới địa phương này, nhất thời dãy dụng ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện thương thế của hắn không quá nặng, có lẽ là nói vốn rất nghiêm trọng, thế nhưng trải qua một chi bản nguyên liên tục chữa trị, hiện tại đã khôi phục tám phần rồi. Cổ thần có bản nguyên ngũ hành trong cơ thể, chỉ cần không bị trực tiếp giết chết tại chỗ, thương thế nghiêm trọng hơn nữa cũng không thể làm khó được hắn. Lúc ngồi dậy cổ thần mới phát hiện, phía trước có một hắc ý nhân, bằng vào chỗ khí tức quen thuộc từ người này, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cổ thần vẫn nhận ra được, chính là cô ngô tiên đế. Thế nhưng, cổ thần lại cảm giác có chút xa lạ, người phía trước kia, đầu tóc bạc phơ, bóng lưng có chút gầy gò, tan thương, tự hồ, thậm chí nói là vô cùng suy yếu. Điều này khiến cổ thần kinh ngạc, cô ngô tiên đế là nhân vật cấp độ nào? Sao có thể khiến người khác cảm giác suy yếu? địa vị của côn ngô tiên đế trong mắt cổ thần không thù gì thủy tổ tu chân trong mắt cổ thần chính là tồn tại vô địch tự hồ cảm giác được cổ thần đã tỉnh lại thanh âm của côn ngô tiên đế vang lên năng lực khôi phục của ngươi xác thực không tồi, chỉ hôn mê 7 ngày đã tỉnh lại rồi nếu như là người khác cho dù là tu sĩ hợp đạo hậu kỳ bị thương thế nặng như vậy đã trực tiếp chết rồi cho dù cứu trị được không có mấy năm dài căn bản không thể thức tỉnh nghe ngữ khí côn ngô tiên đế đối với năng lực khôi phục thương thế của cổ thần rất thỏa mãn cổ thần rời khỏi giường đá không người ông quyền về phía cung ngô tiên đế, cung kính nói. Tiểu tử đa tạ ân cứu mạng của cung ngô tiền bối, nếu không có tiền bối cứu giúp, lúc này căn bản không có hy vọng sống sót, trước trước sau sau, tiền bối tổng cộng đã cứu ta 6 lần rồi. Từ lôi kiếp đệ ngũ trọng bắt đầu, lôi kiếp đệ cửu trọng kết thúc, tổng cộng 5 lần, cộng thêm một lần kiếp trước tử vong trọng sinh, tổng cộng 6 lần. Cung ngô tiên đế nói, ngươi không cần cảm tạ ta, thiên muốn tiêu diệt ngươi hơn phân nửa chính là nguyên nhân từ ta, nếu không có ta, Ngươi căn bản không bị thiên chú ý Lại càng không bị thiên diệt sát Cổ thần nói Nếu không có cô ngô tiền bối Kiếp trước ta đã thân tử đạo tiêu rồi Nào còn có cái gì là sống lại một kiếp Cho dù hậu quả như thế nào Tiểu tử nhất định ghi tạc ân tình cứu mạng của tiền bối trong lòng Cung ngô tiên đế thoáng gật đầu Hiển nhiên phi thường thỏa mãn đối với cổ thần Nói Nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ ta Vậy thì hãy giúp ta làm một chuyện Cổ thần đáp lại Tiền bối mời nói Tiểu tử nhất định dùng hết sức cùng ngô tiên đế nói chuyện ngươi giúp ta phi thường khó khăn cổ thần nói ngay cả thiên tiểu tử còn không sợ thì sợ gì khó khăn tốt ngữ khí của cô ngô tiên đế nặng hơn vài phần nói sau này nếu như ngươi có thể thực sự bước tới đỉnh cao tu đạo như vậy ngươi giúp ta giết hai người một là hồng một là tọa kỵ thiên đế của ta trước kia hai người này đã phản bội ta thuận theo thiên đạo ám toán ta khiến tất cả mọi thứ của ta đều hóa thành bọc nước ta không thể tự mình tìm bọn chúng tính sổ chỉ có thể nhờ ngươi Cổ thần gật đầu nói Tiểu tử nhất định không nhục mệnh Không giết chết hồng và kim ô thề không bỏ qua Dừng lại một chút Cổ thần lại hỏi Cô ngô tiền bối Vì sao tiền bối không tự mình giết chết bọn họ Ta nhất định dốc toàn lực tương trợ Cô ngô tiên để lắc đầu Thân thể càng thêm gầy gò yếu đuối Nói Sinh mệnh của ta đã tới đầu cùng, Không còn hy vọng giết chết bọn chúng nữa rồi Cái gì Cổ thần thét lên một tiếng kinh hãi, Trong mắt khiếp sợ Như sấm đánh vang trời Công Ngô Tiên Đế là nhân vật thế nào? Là đại nhân vật đủ sống hơn 10 vạn năm, là đệ nhất nhân thời đại thái cổ, cho dù là đạo tổ hồng cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể thông qua ám toán kích thương. Hôm nay, dĩ nhiên tới đầu cùng sinh mệnh. Công Ngô Tiên Đế xoay người lại, khuôn mặt vô cùng già dạ nua hoàn toàn rơi vào trong mắt cổ thần. Trên mặt không còn một chút nhuệ khí và phong mang ngày xưa, còn lại chỉ là tử khí trầm trầm tuổi xế chiều. Công Ngô Tiên Đế lúc này giống như ngọn đèn leo lắc yếu ớt trong đêm mưa gió, tự hồ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Côn ngô tiền bối, đây là có chuyện gì? Cổ thần bước lên mấy bước, muốn đỡ lấy thân thể côn ngô tiên đế. Côn ngô tiên đế phất tay nói. Thọ nguyên của ta đã hết, nhưng không đến nỗi suy yếu như ngươi đang tưởng tượng. Cổ thần vừa mới tiến gần côn ngô tiên đế chừng một thước, một cổ lực lượng cường đại lập tức sinh ra, không thể tới gần côn ngô tiên đế mảy may. Trăm năm trước cổ thần từng gặp qua côn ngô tiên đế một lần, khi đó côn ngô tiên đế vẫn còn bừng bừng sinh cơ, mỗi thời khắc đều tản mát phong mang bức người, tuyệt đối không thể tiêu hao thọ nguyên nhanh như vậy. Cổ thần vừa nghĩ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trong lòng xuất hiện cảm động và tự trách sâu sắc, nói. Công ngô tiền bối, ngươi và thiên giao thủ rồi. Cô ngô tiên đế gật đầu, nói. Nếu như ta tại lúc toàn thịnh thiên căn bản không thể làm gì được ta, nhưng đáng tiếc, lực lượng của ta sớm không bằng trước kia, cho dù ngộ được phá thiên chỉ thì cũng không thể phá được thiên, bất quá ngươi không cần lo lắng, thiên khiến ta bị thương, nhưng phá thiên chỉ của ta cũng gây ra cho thiên thương tích không nhỏ, thân thể vĩnh viễn bất hủ của nó đã bị ta tạo thành thương tổn vĩnh hằng lúc này thiên hẳn là đang đang truy tìm tung tích của chúng ta trong toàn bộ tiên giới cổ hoang thế nhưng không tới một năm rưỡi thiên sẽ biết được uy lực của phá thiên chỉ thiên bị trúng phá thiên chỉ chí ít cũng phải ẩn nấp nghìn năm không ra mới có thể khống chế được thương thế qua một năm rưỡi ngươi rời khỏi nơi này thì sẽ an toàn cổ thần cắn răng nói Công ngô tiền bối liều mình cứu giúp ngày khác cho dù tiểu tử thân tử đạo tiêu mệnh tan hồn tán cũng nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của tiền bối giết chết toàn bộ hồng và kim ô không giết hai người này tiểu tử không thể tồn tại thế gian công ngô tiên đế nói sinh mệnh mới là đảm bảo duy nhất hoàn thành nguyện vọng cổ thần ngươi không nên xung động thọ nguyên của tu sĩ vô cùng dài lâu nhất là khi tới vũ trụ phàm giang hầu như đã đạt tới mức trường sinh ngươi cần phải đối phó với hồng và kim ô không cần phải nóng lòng nhất thời tiểu tử ghi nhớ trong lòng cổ thần gật đầu nói công ngô tiên bối không biết thiên đến tột cùng là vật gì là một người hay là chủ thể đích thực của thế giới công ngô tiên đế nói thiên địa đều là cổ thần đồng sinh với thế giới tại lúc vũ trụ sơ khai đã tồn tại mà số lượng cổ thần đồng sinh với vũ trụ không ít thiên địa nhật nguyệt âm dương kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi tất cả những thân thể bản nguyên đồng sinh với vũ trụ đều là cổ thần bọn họ cùng sinh cùng diệt với vũ trụ không tồn tại vấn đề thọ nguyên gì đó vũ trụ tồn tại bao lâu bọn họ có thể tồn tại bấy lâu thiên địa là hai cổ thần có lực lượng cường đại nhất bọn họ là vua của chúng thần là ý chí cường đại nhất đồng thời cũng đại biểu cho dục vọng cường đại nhất trong vũ trụ thiên Địa chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho người khác thần phục, cúng bái, thuận theo, cho nên mới có câu người thuận lòng trời thì hưng, người nghịch thiên phải vong. Cổ thần đã từng nghe nói qua về cổ thần, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghĩ tới, các vị cổ thần dĩ nhiên chính là những nhân vật như Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt. Con người bắt trước theo cổ thần tu luyện, bất quá là mô phỏng theo thiên nhiên mà thôi. Cổ thần nhíu mày nói. Trong cơ thể ta có huyết mạch cổ thần, mà cổ thần cũng không phải là vật tự nhiên, điều này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng Ngô Tiên Đế nói. Cổ thần đồng sinh với thiên địa, ngay từ đầu đã có thần thông quảng đại không thể tưởng tượng nổi, bọn họ có thể biến hóa hình người, sau khi kết hợp với nhân loại sẽ sinh ra hậu nhân, hậu nhân sẽ có huyết mạch cổ thần, mà huyết mạch của cổ thần chính là huyết mạch bản nguyên vũ trụ, điều này chỉ có lợi, không có chỗ hại. Tuy rằng ngay từ đầu cổ thần đã có đại thần thông không thể tưởng tượng nổi, nhưng thần thông của bọn họ ngay từ đầu đã cố định, không thể tiếp tục tu luyện tăng cường, mà nhân loại có huyết mạch cổ thần, tuy rằng bước đầu tiên vô cùng thấp, nhưng có thể thông qua tu luyện, trở nên càng ngày càng cường đại chính là do nhân loại có huyết mạch cổ thần học được phương pháp tu đạo từ chỗ cổ thần, sau đó mới chậm rãi dung hợp, phát triển và truyền bá khắp nhân tộc. Thì ra là thế. Vậy còn yêu tộc thì sao? Cổ thần hỏi. Cùng ngô tiên đế nói. Tại lúc vũ trụ vừa mới sinh ra có rất nhiều mảnh thú hồng hoang, cũng thuộc về một loại trong các cổ thần, thật lâu thật lâu trước đây số lượng cổ thần vô cùng nhiều, cũng bởi vì vậy mà chia thành các phe phái khác nhau, song phương triển khai một hồi đại chiến quyết liệt. Cuối cùng, phe cổ thần thiên, địa, nhật, nguyệt chiến thắng, cổ thần loại thú chiến bại đại bộ phận bị chém giết sạch sẽ tuy rằng bản thân cổ thần có tính mệnh vô cùng vô tận nhưng cũng không phải là không thể tử vong cổ thần loại thú cùng với nhân tộc lưu lại hậu đại chính là yêu tộc về phần huyết mạch của cổ thần loại thú lưu lại sau này chính là hoang thú bọn chúng có huyết mạch cổ thần nhưng lại không có lực lượng trời sinh của cổ thần vì vậy không thể biến ảo thành hình người cổ thần suy nghĩ cẩn thận tự hồ trở về thời đại thái cổ nói tuy rằng lực lượng của tu sĩ thời đại thái cổ đều cường đại vô cùng nhưng chỉ sợ cũng là thời đại có nhiều chiến tranh nhất. Cô Ngô Tiên Đế thở dài một hơi, tự hồ rất có cảm khái, nói. Những cổ thần do thiên, địa dẫn đầu đã giành được thắng lợi, bọn họ chiếm địa vị chính thống trong vũ trụ, lấy vạn tộc làm nô, tại thời đại thái cổ, nhân tộc huyết mạch cổ thần có thân phận cực kỳ cao quý, đó chính là thần chi tử, thay cổ thần quản lý toàn bộ vũ trụ. Tuy rằng địa vị của thần chi tử vô cùng cao quý, kỳ thực cũng chỉ là người hầu của cổ thần mà thôi, tuy rằng đại bộ phận thần chi tử đều thỏa mãn với địa vị cao hơn hẳn người bình thường, thế nhưng vẫn có một bộ phận thần chi tử không quên trong cơ thể chính mình còn có huyết mạch nhân tộc. Mặc dù khi đó, nhân chỉ là một danh từ vô cùng hèn mọn, nhưng cũng có một số người coi điều này là vinh quang từ tận đáy lòng, ta là một trong những thần chi tử như vậy, đồng thời còn là thần chi tử đời thứ nhất, phụ thân của ta là Sơn, núi, cho ta tên gọi Cung Ngô, ý là thiên hạ đệ nhất Sơn. Hắn đã dạy ta làm sao để nô dịch nhân loại, làm sao để ăn thịt nhân loại, uống máu nhân loại, hắn dạy ta pháp thuật nhân loại, giúp nhân loại tu luyện tới cảnh giới hợp đạo kỳ, sau đó lại ăn tươi, ta chưa từng quên trong thân thể của ta có chảy xuôi huyết mạch nhân tộc, hành vi của cha ta khiến ta phi thường phản cảm, phẫn nộ. Thực lực của ta dưới sự cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ, càng ngày càng mạnh hơn, rốt cuộc cũng có một ngày ta đã vượt qua phụ thân ta, vì vậy ta bắt đầu nói với hắn từ không. Thế nhưng ta nói hắn chưa bao giờ nghe, kỳ thực hắn chưa từng để ta vào trong mắt, thần chi tử chỉ là danh từ tương đối dễ nghe, khó nghe một chút chính là người hầu của thần. Tất cả thần chi tử đều là người hầu của thần, tất cả thần đều chưa từng để thần chi tử vào trong mắt, bởi vì trong mắt của các thần, nhân loại chỉ là con kiến hôi, sinh ra với mục đích duy nhất thay bọn họ sinh ra người hầu, vì vậy bọn họ kết hợp với nhân loại, sinh ra hậu đại, để những người hầu có huyết mạch cổ thần này thay bọn họ quản lý những con kiến hôi hèn mọn này mà thôi. Ai cũng không biết, thực lực của ta cư nhiên trong lúc bất tri bất giác vượt qua cha ta, trong một lần đại hội ăn thịt nhân loại, nhìn một nhân loại lại một nhân loại bị chúng thần hoặc chưng, hoặc nướng hoặc ăn sống, ta rốt cuộc đã không nhịn được nữa, ta bạo phát. Ta giết phụ thân, ta giết tất cả những cổ thần có mặt từ một ngày đêm hôm đó một hồi chiến tranh mới bắt đầu ta giải phóng nhân loại ta giải phóng yêu tộc ta dẫn đầu bọn họ triển khai cuộc chiến với cổ thần một cổ thần lại một cổ thần ngã xuống dưới chân ta thiên địa cũng không thể ngăn cản được bước chân của ta ta thành lập thiên đình thống nhất cổ hoang nhất thống hai giới âm dương nhất thống vũ trụ phàm gian trận chiến tranh với cổ thần này dặn có mấy vạn năm trong lúc này ta tận mắt chứng kiến hồng trưởng thành hồng là một người có huyết mạch nhân loại thuần khiết nhưng thiên tư trác tuyệt tốc độ tu luyện so với thần chi tử còn nhanh hơn nhiều hắn trở thành phụ tá đắc lực của ta cuối cùng đã trưởng thành tới cảnh giới không phân chia cao thấp với ta chính là bởi vì hồng ta mới có thể chính diện chống lại được hai vị cổ thần thiên địa thế nhưng ta trăm triệu lần không ngờ tới hồng lại thần phục thiên đạo ta có huyết mạch cổ thần thuần khiết nhất ta là thần chi tử đời đầu tiên nhưng ta cũng không quên chính mình có chảy xuôi huyết mạch nhân tộc nguyên nhân chính là vì như vậy ta mới nói không với phụ thân ta khởi xướng chiến tranh với chúng thần thiên địa cũng không thể ngăn cản được ý chí của ta mà Hồng thì sao đây? Hồng là huyết mạch nhân tộc thuần khiết nhất, vì sao? Vì sao hắn lại thần phục thiên đạo? Muốn thần phục chúng thần? Khiến cơ nghiệp ta khổ cực mấy vạn năm mới dựng lên được bị hủy hoại trong chốc lát, khiến nhân tộc một lần nữa trở thành thực vật của chúng thần. Vì sao? Hắn có thể đối đãi với đồng loại của chính mình như vậy? Vì sao? Vì sao? Từ trong hồi ức xa xưa khiến cung ngô tiên đế kích động không ngớt, nhất là tới cuối cùng, cương nhiên lão lệ ngang dọc, thất thanh khóc trống lên khóe mắt cổ thần cũng không nhìn được ước ác, đồng thời có một cổ tức giận ngập trời sản sinh trong lòng. Ăn thịt nhân loại, uống máu nhân loại, chưng nhân loại, nướng nhân loại. Thời đại thái cổ, nhân tộc cư nhiên là thực vật của chúng thần. Nhân tộc như vậy, tình huống của yêu tộc chắc chắn cũng không tốt hơn. Trong lòng cổ thần quạt thắt, khớp hàm cắn chặt, tín niệm ban đầu lúc này trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hồng, uống cho người mang huyết mạch nhân tộc thuần khiết, cư nhiên làm ra chuyện điên cuồng khốn nạn như vậy, hủy diệt tâm huyết bao nhiêu năm của cô ngô tiên đế khiến nhân tộc rơi vào cảnh làm thực vật cho chúng thần nếu như ta không giết chết bại hoại nhân tộc này thì không làm người trải qua ba động tình cảm kịch liệt tự hồ như cô ngô tiên đế già nua hơn rất nhiều nói cổ thần giết hồng hồng không chết ta chết không nhắm mắt thời gian một ngày lại một ngày trôi qua cô ngô tiên đế già yếu cực nhanh người tới lúc tuổi già thường không ngừng hồi ức lại những chuyện cũ vô cùng tan thương trải qua gần 20 ngày cô ngô tiên đế qua đời nhục thân của côn ngô tiên đế đã sớm tử vong tồn tại bất quá là một cụ nguyên thần sau khi tử vong nguyên thần lập tức ngưng tụ thành một viên linh hồn chủng tử tới loại cảnh giới như côn ngô tiên đế lực lượng quá mức cường đại lúc tử vong linh hồn ngay cả âm giới cũng không thể nào thu đi được cổ thần cất dấu viên linh hồn chủng tử này trong người nếu như sau này cổ thần có thể bước chân vào đỉnh cao tu đạo triệt để lĩnh ngộ pháp tác sinh mệnh pháp tác tử vong pháp tác hủy diệt pháp tác trọng sinh là có thể lấy viên linh hồn chủng tử này làm căn cơ giúp côn ngô tiên đế phục sinh trở lại viên linh hồn chủng tử của côn ngô tiên đế cũng giống như bộ phận hạch tâm nhất của một cỗ máy hiện tại cỗ máy đã bị hỏng hóc hoàn toàn nhưng chỉ cần tìm được tài liệu hiểu được kết cấu lợi dụng vào hạch tâm này là có thể tạo ra một cỗ máy công năng hoàn toàn giống nhau thế nhưng người chết phục sinh so với chế tạo máy móc khó khăn hơn rất nhiều cần phải đạt tới đỉnh cao nhất trên con đường tu đạo cũng giống như côn ngô tiên đế và hồng cảnh giới hầu như đã đi tới đầu cùng của con đường tu đạo, cho dù là thiên và địa cũng không thể làm gì được. Cổ thân hiện tại chỉ có thể tạm thời cất giấu linh hồn chủng tử của công ngô tiên đế trong người, sau này tu vi tới mức, có thể phục sinh trở lại. Từ trong lời nói của công ngô tiên đế, cổ thần biết không gian bản thân đang ở hiện tại chính là công ngô giới. Công ngô giới và phá thiên chỉ đều là do công ngô tiên đế sáng tạo ra sau khi bị hồng ám toán, phá thiên chỉ là một bộ thần thông nghịch thiên, công ngô giới thì tương đương với một kiện pháp bảo nghịch thiên thiên không chỗ nào không ở, không lúc nào không ở, mặc kệ là tiên giới cổ hoang hay là vũ trụ phạm gian, không có địa phương nào không tới được, vì vậy một ngày bị thiên nhìn chầm chầm, trong thiên hạ không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Thế nhưng, cũng có loại ngoại lệ, chính là công ngô giới. Công ngô giới chính là do công ngô tiên đế phí hết tâm huyết mở ra một thế giới độc lập, thế giới này tồn tại bên ngoài vũ trụ, không hề có bất cứ liên hệ nào với tiên giới cổ hoang hoặc là vũ trụ phạm gian. Cho dù là như ý linh lung bảo tháp, khi tiến vào công ngô giới, thời gian chi tháp lập tức bị mất đi hiệu quả, tất cả pháp tắc hoàn toàn không hoạt động, tất cả pháp tắc cổ thần lĩnh ngộ được trong cung ngô giới đều không thể phát huy tác dụng. Cung ngô giới là một thế giới độc lập, tất cả pháp tắc bên trong đều là do cung ngô tiên đế sáng lập, giống như một vũ trụ hoàn toàn mới, vũ trụ này không lớn, chỉ có kích cỡ trăm trượng, so với không gian tiên giới nhỏ hơn rất nhiều lần. Thế nhưng tác dụng của cung ngô giới lại hoàn toàn vượt qua bất cứ không gian nào trong thiên hạ, tất cả các không gian, bao gồm cả các loại cấm địa, bí cảnh, nơi tị nạn. Tuy rằng đều là những không gian phong bế, nhưng cũng không phải là tồn tại độc lập, cùng với tiên giới cổ hoang có gắn bó quan hệ nhất định, theo tiên giới cổ hoang bị hủy diệt mà hủy diệt. Còn công ngô giới là một thế giới hoàn toàn độc lập do công ngô tiên đế sáng tạo, cùng với toàn bộ không gian vũ trụ không có kết nối nào khác, hai thế giới hoàn toàn là hai loại pháp tắc khác nhau, lực lượng pháp tắc trong tiên giới cổ hoang tiến vào trong cung ngô tiên giới không hề có một chút tác dụng nào. Nếu như có thể sử dụng, công ngô tiên giới có thể đi tới bất cứ địa phương nào trong thiên hạ, không có bất cứ nguy hiểm nào ngăn cản được tiến vào công ngô giới nếu có nguy hiểm trực tiếp rời khỏi tiên giới cổ hoang tiến vào côn ngô giới công kích lợi hại tới đâu cũng không thể đánh tới hắn đáng tiếc chính là côn ngô giới quá mức huyền ảo không đạt tới tu viên ngũ hành thoát thai kiếp căn bản không thể sử dụng vì vậy hiện tại cổ thần coi côn ngô giới là chỗ tránh nạn tạm thời không thành vấn đề nhưng muốn mang theo bên người là chuyện không thể không thể tiến vào như ý linh lung bảo tháp tu luyện cổ thần chỉ đành phải ngồi giữa côn ngô giới tuy rằng pháp tắc thời gian so với tiên giới cổ hoang không giống nhau nhưng tốc độ lưu động không khác biệt nhiều cổ thần tu luyện trong công ngô giới tròn 2 năm, trước tiên thoáng cũng cố tu vi hợp đạo kỳ, sau đó thông qua phương pháp công ngô tiên đế lưu lại rời khỏi công ngô giới, trực tiếp xuất hiện trong đông hải vô biên vô hạn. Công ngô tiên đế nói tối đa một năm rưỡi thiên sẽ phải ấn nấp, đối kháng lại thương tổn vĩnh viễn của phá thiên chỉ, để bảo hiểm cổ thần kéo dài 2 năm mới xuất hiện, hiện tại công ngô tiên đế đã vẫn lạc, cổ thần không thể nhờ vào bất cứ kẻ nào đối kháng với thiên, chỉ có thể cẩn thận. Sự xuất hiện của cổ thần không hề đưa tới sự chú ý của thiên, xem ra phán đoán của cung ngô tiên đế không giả, thiên xác thực bị thương tổn vĩnh hằng, phải ẩn nấp khống chế thương thế. Tu vi của cổ thần hiện tại, một lần thuấn di 20 vạn dặm không phải là việc gì khó. Mới thuấn di dược hơn trăm vạn dặm, cổ thần liền dừng phi động lại, thất kinh, mặt nước đông hải phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái khe lớn dài tới hơn vạn dặm, sâu tới vạn trượng. Lực lượng pháp tắc kinh khủng cuộn trào mãnh liệt trong cái khe, khiến nước biển hai bên chảy cuồn cuộn như thế nào cũng không thể tiến vào trong cái khe dù chỉ một chút. Cổ thần có thể từ trong cái khe kia cảm thụ được sự tồn tại của thiên uy. Lúc độ lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng, cổ thần từng bị thiên uy ép tới mức không thể thở nổi, hầu như không thể nhúc nhích, đối với thiên uy có thể nói vô cùng quen thuộc. Cái khe lớn dài tới vạn dặm, sâu tới vạn trượng ngoài khơi chính là vết tích do thiên công kích tạo thành. Cổ thần âm thầm kinh hãi, hiển nhiên đây là do công ngô tiên đế và thiên đại chiến lưu lại một chút vết tích. Hiện nay đã trôi qua hai năm, nước biển cũng không thể bao phủ được cái khe lớn do thiên tạo thành, công kích phát sinh đích thực đã kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần tiếp tục phi động về phía trước, mỗi cách hơn 10 vạn dặm hoặc là mấy chục vạn dặm ngoài khơi lại có một cái khe to lớn vô cùng, trong đó có khí tức thiên uy, cũng có khí tức của cung ngô tiên đế. Rất nhanh cổ thần đã vượt qua Đông Hải, phi động tới bầu trời yêu vực Đông Hoang, phát hiện trong Đông Hoang cũng giống như Đông Hải, cách chừng 10 vạn dặm, trên đại địa lại có một vết tích công kích do cung ngô tiên đế và thiên đại chiến lưu lại, sâu tới vạn trường. Các vết nứt trong Đông Hải mãi cho tới hải vực phong bạo thâm uyên mới dừng lại, có thể thấy được cô Ngô Tiên Đế và Thiên đánh một trận từ phụ cận Hư Thiên Tông tới tận phong bạo thâm uyên thẳng cho tới khi côn ngô tiên đế mang theo cổ thần tiến vào trong côn ngô giới mới có thể tránh thoát được thiên truy sát cho dù là như vậy sau một hồi đại chiến với thiên đã khiến côn ngô tiên đế tiêu hao hết thọ nguyên không lâu sau vẫn lạc cổ thần dọc theo lộ tuyến côn ngô tiên đế chiến đấu với thiên một đường phi động về phía tây không bao lâu sau đã tới dãy núi liên thiên dãy núi liên thiên cao tới vạn trượng đỉnh núi xuyên qua mây mù liên miên không dứt lúc này dĩ nhiên xuất hiện một vết trách dài tới vạn dặm rộng chừng hơn trăm dặm là bị người khác mạnh mẽ phá hủy tạo thành đồng thời đỉnh thiên phong cao nhất tiên giới cổ hoang đã từ độ cao ước chừng hai vạn trượng bị chém ngang qua thắt lưng đỉnh thiên phong cao hơn hai vạn trượng đã bị chém thành hai đoạn nằm úp sấp một bên côn ngô bí cảnh và thiên đình đều từ trong không gian hư vô bại lộ ra ngoài rơi vào mặt đất toàn bộ thiên đình đã hóa thành một mảnh phế tích côn ngô bí cảnh cũng như vậy cách hơn 10 vạn dặm phía tây bắc đỉnh thiên phong chính là côn ngô bí cảnh chính là côn ngô bí cảnh địa phương âm minh xâm lâm hiện nay đã không còn hát một sinh trưởng không biết bao nhiêu thế nhưng vẫn quỷ khí ung tùng như trước bao phủ phương viên mấy vạn trượng Tại giải đất trung tâm có một hồ nước âm u, ngay bên cạnh hồ nước là một khối ngọc bi vô cùng đẹp mắt. Hồ nước này chính là âm minh đàm, ngọc bi chính là trấn minh ngọc bi. Công ngô tiên đế đại chiến với thiên, không chỉ tạo thành phá hủy cực kỳ to lớn đối với tiên giới cổ hoang, đồng thời theo sự vẫn lạc của công ngô tiên đế, công ngô bí cảnh và thiên đình hán sáng tạo ra cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Cổ thần không di động trấn minh ngọc bi, hiện tại âm minh đàm trực tiếp xuất hiện trong tiên giới cổ hoang, hai giới kết nối với nhau. Nếu như không có trấn minh ngọc bi trấn áp, quỷ hồn âm giới không cần phải vượt qua côn ngô bí cảnh và thiên đình đã có thể trực tiếp xuất hiện trong tiên giới cổ hoang rồi cổ thần tiếp tục bay về phía tây di tích đại chiến giữa côn ngô tiên đế và thiên thẳng cho tới hơn 20 vạn dặm bên ngoài đông hoang cách dãy núi linh hư mới tới đầu cùng xem ra côn ngô tiên đế mang theo cổ thần mới bước vào trong vết trách không gian chạy được 20 vạn dặm liền bị thiên đánh bật ra hai người một đường đánh tới đông hoang tiếp tục đánh về phụ cận phong bạo thâm nguyên trong đông hải giữa hai đầu cách nhau hơn ba nghìn vạn dặm Đối với cô ngô tiên đế và thiên mà nói, hầu như chỉ là khoảng cách vài lần thuấn di mà thôi, thế nhưng hai người một đường đại chiến đã kéo dài thời gian rất nhiều, mỗi cách chừng 10 vạn dặm lại một lần liều mạng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hơn 3.000 vạn dặm, đủ cho hai người liều mạng công kích hơn trăm lần, trách không được cô ngô tiên đế bị thương nặng như vậy, ngay cả thọ nguyên cũng bị tiêu hao hết. Thiên tinh hóa hư đại trận bên ngoài hư thiên tông đã bị thiên uy trực tiếp đánh nát bấy, may mà cuối cùng trưởng cương ngũ hành không hoàn toàn chụp xuống đã bị cô ngô tiên đế đánh tan, vì vậy mọi người trong hư thiên tông không xuất hiện thương vong số lượng lớn chỉ là có một ít đệ tử tu vi thấp bị lực lượng tàn dư chấn tử vong nếu như bị trưởng cương bản nguyên ngũ hành của thiên đánh xuống đất sợ rằng toàn bộ ngũ mạch hư thiên tông lập tức bị sang thành đất bằng tất cả tu sĩ đạo môn trong hư thiên tông đều bị mất mạng may mà hư thiên tông đã không còn cựu địch gì đáng nói bằng không không có thiên tinh hóa hư đại trận cổ thần lại biến mất hai năm nhất định phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn hai năm rồi tin tức về cổ thần hoàn toàn không toàn bộ tu sĩ trong hư thiên tông đối với kết cục của cổ thần không ông bao nhiêu hy vọng sống sót. Lực lượng của thiên khiến mỗi một vị tu sĩ trong hư thiên tông đều có thể thể hội trực quan, cổ thần dưới thiên uy cũng không thể chống đỡ nổi, thiếu chút nữa bạo thể mà chết, tuy rằng sau đó được người khác cứu đi, thế nhưng chúng tu sĩ hư thiên tông cũng tận mắt nhìn thấy thiên đuổi theo không bỏ. Tu sĩ đạo môn căn bản không thể tưởng tượng cổ thần có thể giữ được cái mạng nhỏ. Bản tòa đã trở về. Cổ thần vừa mới tới hư thiên tông, khí tức cường đại đã bao phủ toàn bộ ngũ mạch trong hư thiên tông. Thần nhi Sư đệ Cổ thần Năm người cổ thương khung, hư tử uyên, tiểu bạch, mồng tiên âm, tự ngọc là nhóm đầu tiên chạy ra ngoài, nhìn cổ thần, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, thoát hiện vết lệ vương Độ lôi kiếp hủy diệt đề cửu trọng, cổ thần biết khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, không mang theo bất cứ người nào trong như ý linh lung bảo tháp cùng nhau độ kiếp Vì vậy, lúc độ kiếp, mấy người cổ thương khung, hư tử uyên đều ở trong hư thiên tông Cổ thần bị thiên đánh rơi xuống mặt đất, chấp áp không thể động đậy, thất khiếu chảy máu, bị một người từ trong vết trách không gian cứu đi, hoàn toàn bị đám người cổ thương khung nhìn rõ ràng trong mắt. Thế nhưng chữ thiên trên bầu trời thực sự quá mức lợi hại, vẫn đuổi theo, tuy rằng chiến trước sau đó cách hư thiên tông không xa lắm, còn mắt không thể nhìn thấy, nhưng từ phía đông truyền tới hai cổ khí tức vô cùng khủng khiếp giúp bọn họ suy đoán được, chữ thiên đuổi theo người đã cứu cổ thần đi, đồng thời triển khai một hồi đại chiến. Lúc đó năm người cổ thương khung, hư tử uyên, tiểu bạch, mông tiên âm, tự ngọc cùng với một ít cường giả đạo môn độ hư cảnh từng theo phía đông điều tra cẩn thận nhưng tốc độ của bọn họ không thể so sánh với cung ngô tiên đế và thiên rất nhanh ngay cả ba động của hai cổ khí tức kinh khủng kia đều không thể cảm nhận được rồi thế nhưng những vết nứt nẻ dài tới hơn vạn dặm sâu tới vạn trượng lưu lại trên mặt đất đủ sức chấn động tâm linh bất cứ người nào bọn họ từ hư thiên tông điều tra tới tận đông hải mãi cho tới phụ cận phong bạo thâm uyên cũng không thể điều tra được hạ lạc của cổ thần thời gian hai năm lặng lẽ trôi qua bọn họ đều vượt qua trong sự dày vò hầu như sắp phải tuyệt vọng rồi như đại bộ phận tu sĩ đạo môn suy nghĩ cho rằng cổ thần quả thực đã vẫn lạc ai có thể sống sót được qua sự truy sát của thiên bất quá ngay trong lúc tuyệt vọng cổ thần đột nhiên xuất hiện ánh lệ trong mắt năm người đều là quá vui mà khóc thân ảnh cổ thần chợt lóe lập tức xuất hiện trước mặt năm người nhìn thấy biểu tình của bọn họ chỉ biết sự quan tâm đối với chính mình trong lòng bọn họ vô cùng sâu sắc cổ thần nói phụ thân sư tỷ tiểu bạch tiên âm tự ngọc ta không sao chỉ là thiên muốn tiêu diệt ta ta không dám hiện thân quá sớm, né tránh tại địa phương bí mật hai năm mới đi ra, khiến mọi người phải thương nhớ. Tiểu Bạch chà chà chân. Đồ ngốc ngươi, không có việc gì cũng không truyền tin cho chúng ta biết, làm hại chúng ta thương tâm thật lâu. Tự Ngọc nói. Tiểu Bạch mùi mùi, mùi cũng thấy đấy, chữ thiên kia lợi hại tới mức nào, cổ thần cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm, vạn nhất vừa ra bị thiên bắt được thì phiền phức rồi. Cổ thương không nói. Đã trở về là tốt rồi, đã trở về là tốt rồi. Cổ thần nhéo nhéo khuôn mặt của Tiểu Bạch, cười nói địch nhân gặp phải lần này thực sự quá mức cường đại lấy thực lực của ta không nói chống lại ngay cả tư cách hoàng thủ cũng không có tiểu bạch phu nhân một đoạn thời gian rất dài sau này ta sẽ không tiếp tục bế quan cùng với các nạn khoái hoạt được không sau khi bước vào hợp đạo sơ kỳ tu sĩ cần phải hợp thành đạo của chính mình mới có thể bước vào cấp độ thứ hai trong hợp đạo kỳ hợp đạo thành công chính là chư tử đại tiên ngôn xuất pháp tùy hô phong hoán vũ chư tử đại tiên ngôn xuất pháp tùy hô phong hoán mỹ không phải mượn bất cứ ngoại lực nào mà là đạo của chính bản thân không chỗ nào không có không lúc nào không có mỗi tiếng nói mỗi cử động trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng của đạo lực lượng của pháp tắc tuy rằng hiện tại cổ thần cũng có năng lực ngôn xuất pháp tùy hô phong hoáng vũ nhưng là mượn lực lượng của bản nguyên ngũ hành nếu như muốn bằng vào lực lượng bản thân đạt tới cấp độ ngôn xuất pháp tùy nhất định phải hợp đạo thành công bước vào hợp đạo trung kỳ thành tựu cảnh giới chư tử đại tiên quá trình hợp đạo không hề có liên quan tới bản nguyên ngũ hành vì vậy cổ thần tiêu tốn nhiều thời gian luyện hóa bản nguyên ngũ hành hơn nữa đối với hợp đạo sơ kỳ đề cao tới hợp đạo trung kỳ không có bất cứ tác dụng gì. Tu sĩ hợp đạo cũng giống như tu sĩ độ hư, là một tranh giới ngăn cách rất lớn, cần ngộ đạo, cũng không phải chỉ cần thời gian là có thể thành công được. Tu sĩ độ hư cần lĩnh ngộ chính là pháp tắc thiên địa, tu sĩ hợp đạo không chỉ lĩnh ngộ thấu trị các loại pháp tắc, còn phải hợp thành được đạo của chính mình, độ khó cao hơn rất nhiều. Tu sĩ hợp thành đạo, căn bản theo lĩnh ngộ khác nhau, hợp thành đạo không giống nhau, mỗi người một đặc điểm trên cơ bản chư tử đại tiên hợp đạo kỳ trở lên hợp thành đạo đều là do pháp tắc thiên địa kết hợp với tình huống thực tế của bản thân mà thành, là đạo độc nhất vô nhị thuộc về riêng bản thân mình. Ví dụ như, thủy tổ đạo môn thái, thái là chỉ cực, là một loại cao nhất, đạo siêu nhiên thế ngoại. Thủy tổ Phật môn nguyên, nguyên là chỉ điểm khởi nguồn, là một loại đạo độc nhất vô nhị, một loại khởi nguồn thiên địa. Thủy tổ nhau môn khâu, khâu là chỉ gò núi, là một loại đạo liên miên không dứt, rộng lớn vô cùng. Đạo tổ nhân tộc hồng, hồng là chỉ lớn, Quyên bác, đang thịnh, là một loại hạo hãn vô biên, đại khái bồng bột, như quyên như hải, định đỉnh thiên hạ, ý bao dung vạn vật thế gian, không gì không làm được. Tu vi của cổ thần bước vào hợp đạo sơ kỳ, tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp đã mở ra. Tầng thứ 8 là thời gian gia tốc, giảm tốc, so sánh với thế giới cổ hoang là gấp 100 lần, 100 năm tại thế giới cổ hoang, tại bảo tháp tầng thứ 8 là một vang năm. Thế nhưng cho dù thời gian trong bảo tháp càng lâu hơn nữa, cổ thần cũng không thể hợp đạo thành công trong bảo tháp hợp đạo cần phải căn cứ vào pháp tắc bản nguyên vũ trụ cùng với bản thân hợp hai làm một trở thành đạo không có liên quan tới bản nguyên ngũ hành hoàn toàn phải dựa vào chính mình bất cứ kẻ nào cũng không thể hỗ trợ được vì vậy bế quan tu luyện cũng không có tác dụng cũng không thể giống như lúc trước bước vào độ hư tiến vào thế giới phạm nhân lịch lãm trải nghiệm trần thế chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa so với hợp đạo không thể so sánh tu sĩ muốn hợp đạo cần phải lĩnh ngộ thấu triệt đối với pháp tắc hay là phải tìm kiếm được một phần cơ hội đại đạo không chỗ nào không có cần phải quan sát lĩnh ngộ nước từ trên đỉnh núi chảy xuống sông lớn hồ nước hoa cỏ cây cối thiên địa vạn vật nhất cử nhất động đều có đạo tồn tại có đôi khi nhìn núi nhìn nước ngay trong nháy mắt đó tâm linh khẽ động liền chạm vào cơ hội lĩnh ngộ đại đạo cùng với bản thân hợp hai làm một nhất cử hợp đạo thành công bước vào cảnh giới chư tử đại tiên đó là tỉnh ngộ có đôi khi trải qua vạn năm cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của đạo thẳng cho tới khi thọ nguyên tiêu hao hết cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới chư tử đại tiên rốt cuộc phải hợp đạo như thế nào mỗi người đều có gặp gỡ của riêng mình, không thể bắt chước, vì vậy nói chuyện kinh nghiệm chỉ là mây mù vô định. Trong sinh hoạt bình tĩnh, lĩnh ngộ áo nghĩa thiên địa, lĩnh ngộ biến hóa ảo diệu thiên địa, đó là cách hợp đạo duy nhất. Cổ thần trở về hư thiên tông khiến chúng tu sĩ đạo môn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nếu như không có cổ thần, đạo môn tại tiên giới cổ hoang chỉ là thế lực nhỏ yếu nhất trong mấy thế lực lớn, tuy rằng cường giả các thế lực lớn khác đều đã bị trấn áp, thế nhưng chung quy có một ngày đêm thoát khốn ra ngoài, nếu như cổ thần thực sự vẫn lạc, đến lúc đó đạo môn nhất định sẽ bị các thế lực khác chèn ép. Cổ thần không hề bế quan tu luyện, ở ngay trong hư thiên tông, mỗi ngày làm bạn với tứ nữ hư tử uyên, tiểu bạch, mông tiên âm, tự ngọc cũng bắt tay vào thành lập thánh địa ngũ hành. Tuy nói vận dụng bản nguyên ngũ hành đối với việc hợp đạo của hắn không có tác dụng gì, nhưng đối mặt với ngũ hành thoát thai kiếp hơn 200 năm nữa, cổ thần cần phải áp dụng một số biện pháp phòng bị. Cổ thần lấy ngũ phong của hư thiên tông làm căn cơ ngũ hành. Bách thảo phong phía đông là một hành, lạc hà phong phía tây là kim hành. Thanh viêm phong phía nam là hỏa hành. Ẩn kiếm phong phía bắc là thủy hành. Đô thiên phong cao nhất là thổ hành. Lấy ngũ phong làm căn cơ, cổ thần dựa vào lực lượng bản nguyên ngũ hành tại ngũ phong mở ra một tiểu thế giới, dài rộng chừng mấy trăm dặm, cổ thần gọi đó là ngũ hành bí cảnh. Trong ngũ hành bí cảnh, tràn đầy pháp tác bản nguyên ngũ hành, đối với tu sĩ độ hư cảnh có tác dụng thúc đẩy tu luyện phi thường lớn. Sau đó, cổ thần lại lấy ngũ phong làm trận cơ, thành lập năm tòa trận pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm trận hợp nhất, hình thành một tòa ngũ hành đại trận hoàn chỉnh. Phạm vi bao phủ đạt tới phương viên vạn dặm, hầu như toàn bộ dãy núi Linh Hư đều bị ngũ hành đại trận bao phủ, quy lực của trận pháp này so với Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hoàn toàn không kém hơn. Mở ra ngũ hành bí cảnh, cổ thần dùng hơn 50 năm. Thành lập ngũ hành đại trận, cổ thần lại dùng hơn 10 năm. Từ đó về sau, Hư Thiên Tông biến thành một thánh địa tu hành, một pháo đài kiên cố. Tất cả kiến tạo thành công, cái tên hư thiên tông từ nay về sau biến mất trong dòng chảy lịch sử một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện thánh địa ngũ hành tất cả tu sĩ đạo môn trở thành nhóm tu sĩ đầu tiên của thánh địa ngũ hành trong thánh địa ngũ hành bao gồm rất nhiều bí pháp truyền thừa của các tiên tông đại phái đồng thời không chỉ có như vậy cổ thần còn hợp nhất năm loại bí thuật vô thượng kim mộc thủy hỏa thổ gọi là ngũ hành tiên thuật trở thành bí điển trấn địa của thánh địa ngũ hành thánh địa đạo môn thái hư cung từ nghìn năm trước đã bị hủy diệt rồi thánh địa nho môn bách thánh cách hơn 10 năm trước cũng bị hủy diệt. Thánh địa Phật môn thiên thiền tự tuy chưa bị diệt, nhưng bị cổ thần đánh hạ, hiện tại thiên thiền tự so với thiên thiền tự trước đây hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, cũng có thể coi như bị diệt rồi. Truyền thừa tam đại thánh địa đến nay chỉ còn có một mình thiên thiền tự Phật môn đã hoàn toàn thay đổi. Sự cuộc khởi của thánh địa ngũ hành nhất cử trở thành thánh địa lớn nhất toàn bộ tiên giới cổ hoang, là thánh địa duy nhất. Đồng thời, thánh địa ngũ hành khác so với tam đại thánh địa trước kia, mở rộng cửa sơn môn, Tuyển nhận đệ tử thành viên không hạn chế khu vực, không hạn chế tộc đàn, pháp truyền thiên hạ. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tu sĩ nhân tộc, cho dù là hai tộc Vu yêu cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây gia nhập vào Thánh địa Ngũ Hành. Nhất là yêu tộc, theo cung Ngô Tiên Đế vẫn lạc, thiên đình bị diệt, cường giả yêu tộc đã mất đi cứ điểm, hiện tại cường giả yêu tộc phân tán khắp nơi trong yêu vực Đông Hoang, đã không có cứ điểm thống nhất, không có thủ lĩnh thống nhất, khiến yêu tộc có dấu hiệu hoàn toàn phân liệt, trở thành năm bè bảy mảng. Vì vậy, sau khi biết được cổ thần thánh lập Thánh địa Ngũ Hành, mở rộng thu nhận tu sĩ thiên hạ, không phân biệt khu vực, không phân biệt tộc đàn, không ít tu sĩ yêu tộc đều chạy tới bái phỏng gia nhập. Tuy rằng cổ thần đã đánh chết Thánh ưng Đại vương trong thiên đình, nhưng cổ thần không hề làm sát kẻ vô tội, hành vi của hắn tu sĩ trong thiên hạ đều biết rõ, biết cổ thần là người đáng tin, vì vậy cho dù Thánh địa Ngũ Hành có thể được cho là thế lực nhân tộc, nhưng cũng có không ít tu sĩ yêu tộc đến đây gia nhập. Theo càng ngày càng có nhiều tu sĩ ba tộc nhân, vu, yêu tới bái nhập thánh địa ngũ hành, nhân số thánh địa ngũ hành đã gia tăng không giới hạn, ngắn ngủi trong vòng một năm nhân số đã tăng lên hơn 10 vạn người. Mặc kệ là thế lực Phật môn, hay thế lực vu tộc, hoặc là cường giả yêu tộc, tất cả đều tới thánh địa ngũ hành chúc mừng, từ mặt tình thế, thừa nhận thánh địa ngũ hành là thế lực mạnh nhất trên tiên giới cổ hoang. Trong lúc nhất thời, thánh địa ngũ hành phong quan vô hạn, toàn bộ tiên giới cổ hoang không ai không biết, không người không hiểu, người người đều lấy việc bái nhập vào thánh địa ngũ hành làm vinh quang thánh địa ngũ hành không chỉ thu nhận tu sĩ đã bước chân vào tu chân chi đạo cũng tuyển nhân phạm nhân có tiên căn chỉ cần có khả năng tu đạo sẽ cho hắn một cơ hội cố gắng tất nhiên có nắm bắt được cơ hội thành công bước lên đỉnh cao tu đạo hay không còn phải phụ thuộc vào chính bản thân ngay trong lúc phạm nhân tu sĩ khắp cổ hoa người trước tiếp nối người sau bái nhập vào thánh địa ngũ hành trong lòng cổ thần rơi vào khốn đốn nguyên bản cổ thần dùng bản nguyên ngũ hành mở ra ngũ hành bí cảnh đủ có thể ngăn cản được thế hủy diệt của ngũ hành thoát thai kiếp thế nhưng diện tích của ngũ hành bí cảnh có hạn chỉ có phương viên mấy trăm dặm mà tu sĩ khắp thiên hạ có quá nhiều nhất là phàm nhân càng nhiều như sao trời nếu như cổ thần muốn cứu hết tất cả mọi người căn bản là điều không có khả năng chỉ có thể cứu vớt được một bộ phận rất nhỏ trong đó lấy thực lực của cổ thần hiện nay chỉ có thể mở được bí cảnh phương viên mấy trăm dặm nếu như muốn tiếp tục mở rộng ngũ hành bí cảnh tu vi của cổ thần chí ít cần phải đề cao thêm một tầng cấp mới được nhất định phải hợp đạo thành công bước vào cảnh giới chư tử đại tiên cổ thần lợi dụng ngôn xuất pháp tùy của bản thân và ngôn xuất pháp tùy của bản nguyên ngũ hành dung hợp với nhau như vậy có thể khiến diện tích ngũ hành bí cảnh mở rộng gấp 10 lần chỉ là nếu muốn hợp đạo thành công không phải là chuyện dễ dàng cổ thần bước vào hợp đạo sơ kỳ đã gần 100 năm rồi vẫn chưa hề có nửa diễm dấu hiệu cảm ngộ hợp đạo cần phải tuân theo tự nhiên càng là nóng ruột thì càng cách đạo xa hơn cổ thần biết rõ đạo lý này mỗi một chư tử đại tiên hợp thành đạo không hề giống nhau thế nhưng loại hình lại luôn luôn tương tự ví dụ có người quan sát núi hợp đạo Tuy rằng nhìn đều là núi, thế nhưng mỗi người khác nhau có cái nhìn khác nhau, có lĩnh ngộ khác nhau, cũng chính là có đạo không giống nhau. Vì vậy, tuy rằng mỗi người hợp thành đạo không giống nhau, thế nhưng bởi vì lĩnh ngộ đầu nguồn giống nhau, đều có cùng một loại, có phân chia mạnh yếu. Quan sát núi, quan sát nước, quan sát phong vân biến hóa, quan sát tinh không vận hành. Tất cả những điều này đều có thể lĩnh ngộ được đạo, hợp hai làm một với bản thân. Nếu muốn hợp đạo thành công, trước hết phải chọn một mục tiêu đầu nguồn lĩnh ngộ vạn vật thiên địa đều có tồn tại đạo lý ví dụ như một ngọn núi một hồ nước phía sau mỗi một vật thể tự nhiên đều ẩn chứa đại đạo vô thượng quá trình hợp đạo của bản thân chia làm ba bước chọn một mục tiêu đầu nguồn để lĩnh ngộ đây là bước đầu tiên tu sĩ hợp đạo của bản thân sau khi đã chọn được mục tiêu muốn từ mục tiêu lĩnh ngộ được sự tồn tại của đại đạo đây là bước thứ hai sau khi lĩnh ngộ được đại đạo cần phải dung hợp với bản thân làm một một khi hợp thành lập tức bước vào hợp đạo trung kỳ được gọi là chư tử đại tiên đây là bước thứ ba hiện nay ngay cả bước đầu tiên cổ thần vẫn chưa đạt được đến tổ cùng hợp thành đạo có bộ dáng như thế nào trong lòng hắn hoàn toàn mê võng bước đầu tiên của hợp đạo chính là bước quan trọng nhất con đường tu đạo sợ nhất không phải là gặp bình cảnh cảnh giới gặp phải trở ngại có bao nhiêu to lớn mà là phía trước là một mảnh mơ hồ lẫn lộn tìm hiểu phương hướng tạo thành kết quả trống đánh xuôi kèn thổi ngược tu sĩ không phải là mỗi một loại đại đạo đều có thể tương dung một số nhìn sơn là có thể lĩnh ngộ đại đạo thành công hợp hai làm một trở thành chư tử đại tiên để hắn nhìn thủy không nhất định có thể hợp đạo thành công cũng như vậy nhìn thủy có thể lĩnh ngộ đại đạo thành công hợp hai làm một trở thành chư tử đại tiên để hắn đi nhìn sơn cũng không nhất định có thể hợp đạo thành công đến tột cùng tu sĩ và loại đại đạo nào tương dung bản thân rất khó biết được rất nhiều tu sĩ hợp đạo sơ kỳ chung thân đều dừng lại tại bước đầu tiên này đợi khi đại nạn tới cũng không biết rốt cuộc bản thân tột cùng là tương dung thích hợp với loại đại đạo nào tiêu tốn rất nhiều năm tháng tìm hiểu rất nhiều loại đại đạo cũng không thể tìm ra loại thích hợp với bản thân đại đạo vô thường, không chỗ nào không có, vạn vật thế gian có tồn tại đạo lý liền có đạo. Nếu muốn từ trong vạn vật thế gian phát hiện ra đạo thích hợp với bản thân, nói dễ vậy sao? Lúc này, ngộ tính của tu sĩ trở nên cực kỳ quan trọng, thường thường người có ngộ tính càng cao càng có thể dễ dàng cảm ứng được sự liên hệ giữa đạo và bản thân, có thể tìm được đạo thích hợp với bản thân một cách nhanh nhất, nhận thức chuẩn phương hướng là có thể tiếp tục tiến vào bước thứ hai trong quá trình hợp đạo, lĩnh ngộ được sự tồn tại của đại đạo. Ngộ tính của cổ thần không thấp, thế nhưng bước vào hợp đạo mới chỉ gần trăm năm đều luôn bận rộn công việc mở ngũ hành bí cảnh xây dựng ngũ hành đại trận vì vậy cổ thần đối với đại đạo thích hợp với bản thân hoàn toàn không có chút linh cảm động chạm nào bước hợp đạo đầu tiên là một bước quan trọng nhất có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của đại đạo hay không then chốt nhìn vào phương hướng bước đầu tiên đúng hay sai nếu như phương hướng sai rồi vậy thì vô luận tiêu tốn bao nhiêu thời gian cũng sẽ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược làm chuyện vô ích thời đại thượng cổ chư tử đại tiên hợp đạo thành công tương đối bình thường bước đầu tiên hợp đạo thành công chí ít cũng dùng trên 2.000 năm trở lên. 2.000 năm để tìm kiếm phương hướng, nghe thì có vẻ rất khoa trương, thế nhưng trên thực tế, cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ dùng hết thời gian trọn đời cũng không nhất định tìm kiếm được phương hướng thích hợp, thọ nguyên hơn vạn năm vượt qua trong mê võng. Cũng là chư tử đại tiên, tốc độ tu luyện cũng có cao thấp, thiên tư, ngộ tính cũng phân cao thấp, nhưng coi như chư tử đại tiên dùng thời gian hợp đạo nhanh nhất cũng tiêu phí thời gian hơn 1.000 năm. Chư tử đại tiên thời đại thượng cổ, bọn họ có thời gian hơn vạn năm để lĩnh ngộ con đường đại đạo, chậm rãi lục lọi, thế nhưng cổ thần không có thời gian, hiện tại chỉ sót lại hơn 100 năm ngũ hành thoát thai kiếp sẽ hàng lâm. Đến lúc đó lực lượng pháp tác bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cường đại nhất sẽ phủ xuống bất cứ chỗ nào trong tiên giới cổ hoang, phá hủy tất cả văn minh, thu gặt tất cả sinh mệnh. Nếu như trước ngũ hành thoát thai kiếp, cổ thần không thể cứu vớt sinh linh, không có biện pháp cứu sinh linh vạn tộc, như vậy bước đầu tiên chống lại thiên đã rơi vào kết quả hoàn toàn thất bại. Một ngày một đêm thay nhau trôi qua, cổ thần sinh hoạt trong thánh địa ngũ hành, trải qua sinh hoạt bình thường cũng với tứ nữ hư tử nguyên, tiểu bạch, mông tiên âm, tự ngọc, ngày ngày tuy rất bình tĩnh, nhưng mười phần hạnh phúc, khoái hoạt. Cổ thương không muốn cổ thần sinh một tôn tử, thế nhưng đáng tiếc, cổ thần đã tu luyện thành thuần dương chi thể, một thân tinh nguyên hóa thuần dương, bá đạo vô cùng, căn bản không thể kết hợp với âm nguyên của tiểu bạch, mông tiên âm và tự ngọc, không thể sinh ra hậu đại. Còn hư tử uyên là thuần âm chi thể, một thân âm nguyên hóa thành thuần âm, theo đạo lý mà nói, thuần âm thuần dương hẳn là có thể kết hợp, nhưng trên thực tế vô luận là thuần âm hay thuần dương đều đã không còn một chút tạp chất, căn bản không thể tiếp tục dung hợp cùng một chỗ. Thuần âm và thuần dương một chỗ, tối đa là không chống lại lẫn nhau, căn bản không thể kết hợp, hòa hợp thành một thể. Câu cử miệng nói, vật cực tất phản, mà đạt tới cảnh giới tinh khiết thì hoàn toàn là một cá thể độc lập, không thể dung hợp với bất kỳ cá thể nào khác. Sinh hoạt bình tĩnh dặn có hơn 10 năm. Cho dù tâm tình của cổ thần bình ổn, nhưng dưới áp lực của ngũ hành thoát khai kiếp cũng không nhịn được bắt đầu nóng ruột. Còn không tới trăm năm ngũ hành thoát thai kiếp sẽ đánh xuống tiên giới cổ hoang, mà cổ thần vẫn chưa đạt được bước đầu tiên trong quá trình hợp đạo, còn chưa tìm được phương hướng, bị vây trong mê võng. Hắn mỗi ngày hết nhìn sơn lại nhìn thủy, nhìn phong vân biến hóa, nhìn nhật nguyệt thay thế, nhìn tinh không vận hành. Thế nhưng, tất cả những thứ này rơi vào trong mắt tuy có chút đạo lý, thế nhưng lĩnh ngộ đối với đạo thì hoàn toàn là con số không. Tại lúc không tìm được phương hướng, cổ thần giống như con ruồi không đầu, lao loạn khắp nơi, hắn không dám mong chờ vào vận khí, mỗi ngày chỉ cảm nhận một loại đạo, bởi vì loại xác suất sợ loạn này thực sự quá mức nhỏ bé, rất dễ sản sinh kết quả ngược trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, như vậy chỉ càng khiến cho khả năng hợp đạo của hắn thêm nhỏ bé hơn. Thời gian như nước chảy, lặng lặng trôi đi xa, không lưu lại một chút vết tích. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Một năm lại một năm trôi qua. Chuyển mắt, cách ngủ hành thoát thai kiếp phủ xuống tiên giới cổ hoang chỉ còn thời gian 60 năm. Trong thánh địa ngũ hành, sống hạnh phúc với tử nữ hư tử uyên, tiểu bạch, mông tiên âm tự ngọc hơn trăm năm, cổ thần vẫn không tìm được phương hướng cho bản thân. Xem ra ở trong thánh địa ngũ hành không phải là biện pháp rồi, còn lại 60 năm cuối cùng, ta phải đi ra ngoài một lần, tuy nói tiên giới cổ hoang đối với ta căn bản quen thuộc hoàn toàn, thế nhưng đi nhiều địa phương hơn một chút chung quy có thể giúp tâm linh thêm mở rộng, có thể tìm được đạo thích hợp với ban hân, thành công hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình hợp đạo. Trong lòng cổ thần suy nghĩ, sinh ra ý lịch lẫm bên ngoài. Chỉ còn 60 năm, ngũ hành thoát thai kiếp phủ xuống trong vô hình áp lực đối với cổ thần càng lúc càng lớn sinh hoạt với tứ nữ hơn trăm năm cổ thần muốn một quá trình tâm linh rộng mở hơn cáo từ tứ nữ cổ thần rời khỏi thánh điện ngũ hành chậm rãi không mục đích bước về phía nam đi về phía nam hoàn toàn là cổ thần vô ý thức lựa chọn bởi vì quê hương thành nhạc thủy của cổ thần ở ngay phía nam hư thiên tông hiện tại hư thiên tông đã biến thành thánh điện ngũ hành thành nhạc thủy cũng đã biến thành cự trưởng hồ nhưng phương hướng không sai cổ thần chậm rãi bước trong hư không rất nhanh đã xuất hiện ngay trên bầu trời cựu trưởng hồ, nơi tọa lạc thành nhạc thủy xưa kia. Pho tượng cơ nghiêu đang quỳ trước cựu trưởng hồ, cổ thần hạ xuống ngay bên cạnh pho tượng. Nhìn thoáng qua cơ nghiêu, ánh mắt cổ thần chuyển dời, rơi vào cựu trưởng hồ trước mặt, ánh mắt lướt qua hồ nước, hoàn toàn thu hết di chỉ thành nhạc thủy dưới đáy hồ vào sâu trong con ngươi. Tuy rằng đã trôi qua mấy trăm năm, thế nhưng bởi vì đáy hồ không có ai phá hư, di chỉ thành nhạc thủy vẫn bao trì tương đối hoàn hảo như ban đầu. Ánh mắt cổ thần rơi vào phế tích phía đông thành nhạc thủy, nơi này từng là viện phủ cổ gia trong ánh mắt của cổ thần viện phủ cổ gia đã hóa thành đồng phế tích sức mẻ dần dần bắt đầu trở nên hoàn hảo ban đầu rất nhanh di chỉ thành nhạc thủy trong ánh mắt cổ thần đã xảy ra biến hóa khôi phục lại nguyên dạng mấy trăm năm trước đây trong thành người đến người đi linh hồn cổ thần tự hồ đã trở về thời đại thiếu niên từng hình ảnh mờ ảo tại thành nhạc thủy trước kia hiện lên trong mắt hắn thấy vật nhớ người những hình ảnh nhỏ nhất thời đại thiếu niên dần dần hiện lên trong đầu cổ thần ngoại công cổ hiền tam trưởng lão cổ hằng cổ trữ cổ hút một người lại một người lần lượt xuất hiện trong hồi ức của cổ thần. Không biết bao lâu, cổ thần từ trong hồi ức tỉnh táo lại, tất cả hình ảnh hoàn hảo trước mắt một lần nữa hóa thành phế tích, lặng yên dưới đáy cự trưởng hồ. Trong lòng cổ thần đột nhiên nhiều hơn một loại cảm giác khổ. Cũng giống như quốc gia phàm nhân tại Bắc Hoang xưa kia, lúc cảm ngộ nhân sinh, Cốc Trần, Cốc Chu, Quan Kỳ, Trương Viễn, Thành Chiến, Tư Mã Duyên. Nhân sinh của những con người này trong lòng cổ thần cũng biến thành khổ. Thế gia có bao nhiêu đẹp đẽ, hạnh phúc, vui vẻ, cũng có bấy nhiêu đau xót, cực khổ, sầu bi. Thường thường, đẹp đẽ, hạnh phúc, vui vẻ trong trí nhớ cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, không được lâu dài, mà đau xót, cực khổ, sầu bi thì lại thâm nhập lòng người, thật lâu khó quên. Thế gian giống như một đại khổ hải, ý niệm của chúng sinh trầm luân trong khổ hải, đẹp đẽ, hạnh phúc cũng giống như vô số hòn đảo nhờ rô trong khổ hải, khi thì trồi lên trên mặt nước, khi thì bị mặt nước bao phủ nhấn chìm chung sinh trong khổ hải, đại đa số đều trầm luân trong khổ hải, vô cùng may mắn có thể tìm được một hòn đảo nhỏ vui vẻ cũng khó bảo trì được lâu hơn, sẽ bị khổ hải bao phủ, trong khổ hải vĩnh viễn không có lục địa không chìm nhiễm. Khổ hải bất quá là một ý niệm trừu tượng trong lòng cổ thần, cũng không phải là thế giới, thực sự là một phiến biển rộng, đó là một phiến đại dương tinh thần, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng cũng không phải là không thể tồn tại. Thân thể không tiếp xúc được khổ hải này, cũng không cảm nhận được, coi như là ý thức, ý niệm cũng khó biết được, bởi vì khổ hải rộng lớn vô biên, ý thức của chúng sinh so sánh với khổ hải chỉ là vô số hạt bụi bé nhỏ còn kiến quá nhỏ tuy rằng chúng vẫn tồn tại trong thiên địa nhưng cũng cách nào biết được đại thể thiên địa rộng lớn tới mức nào thậm chí căn bản không biết cái gì là thiên địa bụi bặm so sánh với khổ hải càng thêm nhỏ bé cho dù trong khổ hải cũng không nhất định biết được hiểu được từ xưa tới nay chỉ có những người đại trí tuệ đại ngộ tính mới có thể cảm giác được sự tồn tại của khổ hải cho dù tâm trí kiên định như cổ thần hồi tưởng lại chuyện cũ trước đây trong lòng cũng có đầy đau khổ ý niệm muốn chìm vào trong khổ hải huống chi là người thường mỗi khi nhớ tới vong hồn cổ gia ta liền muốn trầm luân khổ hải trừ phi có thể để vong hồn cổ gia phục sinh bằng không ý niệm của ta không có khả năng siêu thoát khổ hải vô tình cũng không phải là biện pháp siêu thoát khổ hải cho dù tâm tình càng trở nên lãnh huyết vô tình kia cũng không phải là quên mất khổ niệm trong lòng trên thực tế ý niệm vẫn trầm luân trong khổ hải chỉ là không thể cảm giác đây chỉ là tự lừa mình dối người vô tình chi đạo nghe đồn là đại đạo cao nhất trong vũ trụ tự vũ trụ sơ khai, thiên địa hình thành, thiên và địa đại biểu cho đại đạo vô tình, nhất cử trở thành vua của chúng thần. Nghe cô Ngô Tiên Đế nói, hồng cảm ngộ hồng chi đạo, hạo hãn vô biên, như uyên như hải, định đỉnh thiên hạ, bao dung vạn vật, đại đạo vô thượng không gì không làm được, thế nhưng cuối cùng đồn đãi không gì không làm được hoàn toàn sai, hồng không thể siêu thoát khổ hải, ngược lại tìm hiểu đại đạo vô tình, phản bội cô Ngô Tiên Đế, quy thuận thiên. Hừ, khổ hải vô biên, ngay cả thiên cũng trầm luân trong khổ hải chỉ là bởi vì thiên đều vô tình không biết thống khổ vì vậy cho rằng không ở khổ hải đại đạo vô tình đồn đãi là cao nhất kia cũng không thể vượt qua được khổ hải trong lòng cổ thần hình như có sở ngộ đứng bên cạnh cự trưởng hồ lẩm bẩm trong lòng đại đạo vô tình là đại đạo cao nhất trong vũ trụ là thiên địa chi đạo ngay cả đại đạo vô tình cũng không thể vượt qua được khổ hải kia vậy đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể vượt qua được khổ hải trong vũ trụ đại đạo vô tình lấy đại đạo thiên địa vô tình cao nhất ngay cả đại đạo vô tình cao nhất cũng không thể vượt qua được khổ hải, ta nên tìm hiểu loại đại đạo nào. Và hợp hai làm một với bản thân. Đại đạo vô tình coi là đại đạo tối cao, côn ngô tiên đế tìm hiểu chính là đệ nhất đại đạo, mặc dù không kém đại đạo vô tình, nhưng không thể vượt qua, hồng tìm hiểu hai loại đại đạo vô thượng hồng và vô tình, cho dù ta tìm hiểu đệ nhất đại đạo có thành tựu cao nhất, có thể đạt tới cấp độ như côn ngô tiên đế, thế nhưng cũng vẫn không thể vượt qua được hồng, không thể vượt qua được thiên, địa. Ta đây vì sao không tự nghĩ ra một loại đại đạo? vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên địa, vượt qua hồng, tự nghĩ ra một loại đại đạo. Trong hai mắt của cổ thần đột nhiên lóe lên quang mang ánh sáng ngọc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trini com Ngay trong nháy mắt này, tâm tình của cổ thần thăng hoa tới một độ cao hoàn toàn mới, rồi đột nhiên thanh tĩnh. Trước kia, cổ thần chấp nhất tìm hiểu một loại đại đạo thiên địa, thế nhưng mặc kệ là loại đại đạo thiên địa này cũng không thể vượt qua được thiên địa coi như là đệ nhất đại đạo của cô ngô tiên đế cũng không thể vượt qua được vì vậy trong lòng cổ thần luôn mê võng không biết phương hướng không biết mục tiêu giờ khác này cổ thần đột nhiên nghĩ tới một loại đại đạo hoàn toàn mới phá thiên chi đạo nhất thời từ trong mê võng thanh tỉnh lại phía trước của hắn không còn là một mảnh sương mù dày đặc như trước cổ thần ta lập tâm phá đạo tự nhiên muốn sáng lập ra một loại đại đạo từ xưa tới nay chưa từng có phá thiên địa phá tất cả đại đạo con đường tu đạo của cổ thần nguyên bản phía trước là một mảnh sương mù dày đặc thế nào cũng không thể nhìn thấu được từ hồ đã tới đầu cùng hiện tại sương mù dày đặc tan đi phía trước trở nên trong sáng con đường tu đạo kéo dài vô hạn trở nên dài xa vô cùng cho dù tưởng tượng cũng không thể chạm đến điểm cuối chỉ là con đường phía trước cùng với con đường ngay dưới chân cổ thần chính giữa có một hố sâu rộng lớn vô cùng hiểm trở vô cùng nếu như muốn đạp trên con đường tu đạo phía trước trước tiên phải vượt qua được hố sâu này hố sâu này chính là bởi vì thiếu đi đạo của bản thân cổ thần sáng tạo ra vì vậy tuy rằng cổ thần đã tìm được phương hướng nhưng nếu không hợp đạo thành công, vậy thì con đường phía trước thủy chung là hoa trong nước, trăng trong kính, thấy được, sợ không được. Cổ thần phải hợp thành đạo của chính mình trước, như vậy giữa hai đoạn đường tu chân sẽ tự xây thành một cây cầu, như vậy cổ thần có thể thực sự bước trên con đường tu đạo, tiếp tục tiến lên. Một loại đại đạo mới sản sinh, ý nghĩ là con đường tu chân này chính là con đường tu chân chưa bao giờ từng xuất hiện qua, có thể đi được bao nhiêu xa, tới được địa phương nào. Tất cả đều trong không biết. Chuyện hư vô mờ ảo sau đó cổ thần tạm thời không nghĩ đến, quan trọng nhất hiện tại chính là làm cách nào để sáng tạo ra một loại đại đạo mới vượt qua đệ nhất vượt qua thiên địa vượt qua hồng muốn sáng tạo một loại đại đạo mới nói dễ vậy sao nhất là sáng tạo một loại vượt qua đệ nhất vượt qua thiên địa vượt qua hồng càng khó hơn lên trời hầu như là người si nói mộng thế nhưng trong lòng cổ thần không hề có một chút nản lòng tìm được con đường phía trước chỉ ý trong lòng cổ thần giống như nước thủy triều dân trào không thôi cổ thần không sợ đường đi tới có bao nhiêu khó khăn có bao nhiêu gian khổ sợ chính là không có phương hướng không biết nên đi như thế nào hiện tại con đường tu chân đã xuất hiện trước mặt một cách rõ ràng hắn muốn làm chính là sáng tạo ra một loại đại đạo giữa hai đoạn đường tu chân xây lên một cây cầu thấy được phương hướng cổ thần tự hồ như thấy được tương lai lòng tin tăng lên rất nhiều vạn vật thiên địa tồn tại nhất định có đạo lý đều ẩn hàm đại đạo đại đạo mạnh yếu ra sao khó có thể nhận biết nhưng có thể xác định được đại đạo đệ nhất đại đạo vô tình hồng chi đại đạo đều là tồn tại đỉnh cao nhất trong các đại đạo vô thượng cho dù là đại đạo vô thượng đỉnh cao nhất cũng không thể vượt qua được khổ hải, như vậy, ta chỉ cần sáng tạo ra một loại đại đạo vượt qua khổ hải, như vậy tự nhiên vượt qua đệ nhất, vượt qua thiên địa. Nếu như thế giới tinh thần là một mảnh đại khổ hải, ý thức chúng sinh đều chìm nổi trong khổ hải, ta sao không sáng tạo ra một con thuyền linh hồn, đi trên khổ hải. Truyền đi trên nước gọi là bàn. Loại đại đạo ta sáng tạo ra này hãy gọi là bàn chi đại đạo. Trong mắt cổ thần lóe lên quang mang hưng phấn, vui sướng trong thế giới tinh thần của hắn đột nhiên huyễn hóa ra một con thuyền lớn chịu tải ý niệm của hắn chạy ra khỏi khổ hải trong sát na tinh thần của hắn trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được có thể quan sát thế giới lực lượng pháp tắc vô hình cũng bị cổ thần nhìn thấy dễ dàng chụp vào lòng bàn tay trong nháy mắt lĩnh ngộ thân thể cổ thần nhất thời lóe lên bay lên trên không trung hắn hét lớn một tiếng bàn thanh âm to rõ phá vỡ trời xanh sóng âm từ trong miệng hắn truyền đi khuếch tán bốn phương tám hướng một chữ bàn xuất hiện trong bầu trời, lớn tới nghìn dặm, giống như khác dấu kim câu, chấn động lòng người. Đúng lúc này, toàn bộ tiên giới cổ hoang, vũ trụ phàm gian. Tất cả tu sĩ, phàm nhân đều loáng thoáng nghe được thanh âm, bàn. Thanh âm của cổ thần xuyên thấu qua thế giới tinh thần, truyền bá trong khổ hải, khuếch tán, lấy một loại phương thức vô cùng kỳ lạ, truyền tới tai mỗi một người khắp thế gian vũ trụ. Thanh âm này so với thiên âm càng lớn, càng bồng bột, bồ tuy rằng có thể nghe thấy, nhưng không biết thanh âm từ đâu truyền tới, thế nhưng một tiếng bàn này đã chấn động bất cứ tâm linh sinh linh con người nào, thật sâu khắc vào trong ý thức linh hồn con người. Bất quá, cổ thần vượt qua khổ hải trong thời gian cực ngắn. Khổ hải đột nhiên thổi lên một cơn sóng gió vô cùng to lớn, lập tức nghiền nát con thuyền linh hồn của cổ thần thành nát bất, cổ thần lại trầm luân trong khổ hải. Cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng vừa rồi chỉ trong sát na liền biến mất không còn, chữ bàn khổng lồ chừng vạn dặm trên trời cao kia cũng bị tan vỡ trong sát na, hóa thành hư vô muốn chế tạo con thuyền linh hồn, căn bản không dễ dàng, một thân tu vi của cổ thần trong thế giới tinh thần căn bản không thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, con thuyền linh hồn hắn chế tạo ra quá mức yếu đuối, chỉ cần một con sóng gió nho nhỏ trong khổ hải đã có thể dễ dàng nghiền nát con thuyền linh hồn của cổ thần thành phấn mạc, khiến hắn tiếp tục trầm luân khổ hải. Thế nhưng, tuy rằng ý niệm trầm luân trong khổ hải, thế nhưng cảm giác của cổ thần so với lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng hiện tại hắn đã chìm vào trong khổ hải, thế nhưng hắn đã vượt qua được khổ hải, hắn đã từng dùng tư thái từ trên cao quan sát khổ hải, cũng giống như vượt ra khỏi phạm vi thiên địa, quan sát thiên địa bên dưới, thấy một thế giới người khác vĩnh viễn không thể biết, cũng không thể tưởng tượng được. Vượt qua khỏi sự vật, quan sát bản chất sự vật, đây là điều bất cứ kẻ nào trầm luân trong khổ hải cũng không thể thể hội được hoặc chưa từng thể hội được. Bàn chi đại đạo cần phải chế tạo một con thuyền linh hồn, đi lại trên khổ hải, chủ yếu ở chỗ lực lượng linh hồn, lực lượng của ta lại chủ yếu ở thân thể và pháp tắc lực lượng linh hồn tương đối yếu kém lĩnh ngộ cũng ít xem ra tuy rằng người tu thể có thực lực cường đại hơn so với tu niệm thế nhưng hạch tâm chân chính của tu đạo vẫn là linh hồn ý niệm tu thể chỉ là biểu hiện bên ngoài linh hồn ý niệm mới là bản chất nhất nghe nói thi hồn tông đối với phương diện linh hồn có tạo nghệ rất sâu đậm ta cũng có thể tham khảo một chút bước chân cổ thần khẽ động bước về phương nam rất nhanh đã phi động tới dạ mạc chi sâm vị trí tổng bộ thi hồn tông trận pháp hộ tông của thi hồn tông đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả gì cổ thần lập tức hạ xuống thi hồn điện trong thi hồn tông lúc này thủ lĩnh của thi hồn tông chính là thi giáp lão nhân thoát khốn từ tây hải cường giả ma môn sau khi thoát khốn khỏi chỗ sâu trong tây hải dưới sự dẫn đầu của cường giả cực băng tông cấu kết một chỗ với thánh đình cuối cùng bị cổ thần trấn áp trong sinh tử bí cảnh thế nhưng sau khi thoát khốn từng tông môn ma môn cũng đều phái hai ba người trở về quản lý tông môn thi giáp lão nhân và hai vị cường giả hư không hậu kỳ khác của thi hồng tông bị phái trở về thi hồng tông không tham gia vào việc truy sát cổ thần may mắn tránh được một kiếp thi giáp lão nhân có tu vi hư không hậu kỳ sau khi trở về thi hồng tông tự nhiên toàn bộ quyền to trong tông đều rơi hết vào trong tay thi giáp lão nhân người trong tông còn có thể có tiếng nói cũng chỉ có hai vị cường giả hư không hậu kỳ khác cùng thoát khốn với thi giáp lão nhân từ chỗ sâu trong tay hải lúc này thi giáp lão nhân và hai vị cường giả hư không hậu kỳ đang ngồi trong thi hồng điện uống rượu Tâm tình của ba người vô cùng vui sướng, nội dung nói chuyện không ngoài chính mình có vận khí tốt, trước kia lập tức trở về tông môn, không hề tham gia vào việc truy sát cổ thần, hôm nay những người khác đều bị trấn áp, mà ba người bọn họ vẫn tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, thực sự hồng phúc tề thiên, ra đường gặp đại vận. Giữa lúc ba người đang nâng chén chúc mừng, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên phủ xuống thi hồn điện. Tu vi của ba người ngoại trừ cường giả cái thế hợp đạo kỳ ra, cũng coi như tồn tại đứng đầu một phương, xưng bá một phương, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng, Lực lượng phủ xuống kia vẫn khiến ba người thất kinh, chén rượu trong tay không tự chủ được rơi xuống bàn. Trong cảm giác của ba người, một cổ lực lượng đột nhiên phủ xuống này to lớn vô cùng, thậm chí là vĩ ngạn. Trước mặt cổ lực lượng khủng khiếp này, bọn họ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như con kiến, tuyệt đối không thể kháng cự. Ba người nhất tề xoay người, nhìn về phía đầu nguồn cổ lực lượng phát ra, sắc mặt trong khoảng khắc trở nên trắng bệch, phịch một tiếng, nhất tề quỳ rạp xuống dưới đất, vái lạy cổ thần như phụ mẫu. Bái kiến cổ thánh chủ, chúc thánh địa ngũ hành thiên thu vạn tái, nhất thống cổ hoang, Cổ thần Thánh chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Ba người thi giáp lão nhân trong những năm gần đây sợ nhất chính là cổ thần sẽ tìm tới cửa, cũng mang theo bọn họ đi trấn áp, tất nhiên, bọn họ đều là phần tử trung kiên của Ma môn, thế nhưng trải qua hơn 200 năm cũng không hề thấy cổ thần tới đây tìm bọn họ phiền phức, điều này khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Vì vậy, hơn 200 năm trôi qua, ba người thi giáp lão nhân có thể sinh hoạt sung sướng như thường, vậy mà ngày hôm nay, cổ thần đột nhiên xuất hiện trong thi hồn điện, quả thực khiến ba người thi giáp lão nhân sợ tới mức kinh hồn tán đảm, hồn phi phách tán đối với một bộ khẩu hiệu ma môn này cổ thần không thể trách cũng không giải thích nhiều trực tiếp nói mang đại hồn kinh tới cho ta xem đại hồn kinh chính là bí điển trấn tông của thi hồn tông tuyệt đối không truyền ra ngoài thế nhưng cổ thần đã mở miệng thì giáp lão nhân lập tức vương cổ dài như cổ gà mổ thóc nói dạ 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 cánh tay thi giáp lão nhân khẽ lật trong tay liền nhiều hơn một quyển thư tịch màu đen trên mặt tờ đầu tiên có ba chữ lớn đại hồn kinh lập tức hai tay thi giáp lão nhân trực tiếp đưa thi hồn kinh tới trước mặt cổ thần cổ thần khẽ nắm tay lại thì giáp lão nhân lập tức cảm giác không khí bốn phía không còn tựa hồ như biến thành chân không thân thể hắn đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc không thể nhúc nhích đại hồn kinh trong tay cũng trực tiếp bay lên rơi vào trong tay cổ thần lấy được đại hồn kinh cổ thần thu hồi bàn tay lúc này thì giáp lão nhân mới cảm thấy áp lực bốn phía không còn toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa lực lượng của hắn so với cổ thần không biết kém hơn bao nhiêu lần một người trên trời một người dưới mặt đất nếu như cổ thần muốn giết hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn đã chết nghìn vạn lần loại cảm giác không thể nắm giữ sinh mệnh của chính mình bị người khác nắm trong tay khiến thi giáp lão nhân sợ hãi thật sâu thi giáp lão nhân còn như vậy hai vị cường giả hư không hậu kỳ bên cạnh càng không cần phải nói cổ thần cầm đại hồng kinh trong tay liền mở ra đọc một lượt một tờ lại một tờ chờ khi cổ thần xem hết toàn bộ đại hồng kinh thời gian đã trôi qua hai canh giờ Đại hồn kinh trình bày đối với linh hồn vô cùng rõ ràng khắc sâu, thủy tổ thi hồn tông sáng chế ra đại hồn kinh này đối với linh hồn có nghiên cứu rất sâu, tạo nghệ cũng phi thường cao thâm. Nghiên cứu đối với linh hồn và tu luyện linh hồn là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau, Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết là bí điển tu luyện linh hồn cực mạnh, thế nhưng nghiên cứu đối với linh hồn lại không cần thiết phải quá khắc sâu. Trái lại đại hồn kinh tại phương diện tu luyện hoàn toàn không thể so sánh được với Đỉnh Thiên Chiến Địa Quyết, thế nhưng trên phương diện nghiên cứu đối với linh hồn lại sâu đậm vô cùng có thể lợi dụng linh hồn làm ra rất nhiều việc ví dụ như luyện chế thi hồn luyện chế huyết hồn các loại tuy rằng cổ thần xem rất chậm thế nhưng mỗi khi nhìn một tờ cổ thần đều cẩn thận ghi nhớ suy xét đối với nội dung và trình bày đạo lý trong đại hôn kinh tất cả đều khắc sâu trong lòng tạo nghệ của đại hồn kinh đối với linh hồn vô cùng khắc sâu trong khoảng thời gian ngắn cổ thần không thể hoàn toàn lĩnh ngộ được sau khi ghi tạc toàn bộ nội dung sau này có thể cẩn thận tìm hiểu dần dần nhìn xong đại hồn kinh cổ thần liền trả lại cho thi giáp lão nhân, thân thể chật lóe, lập tức biến mất không còn, đã rời khỏi thi hồn tông. Cổ thần vừa đi, ba người thi giáp lão nhân không ngừng lau mồ hôi lạnh, hô to nguy hiểm thật nguy hiểm thật, lại hô to mạng lớn bằng trời. Cổ thần tiếp tục phi động về phía nam, một đường phi động tới phạm vi đế đình đại ly, từ lúc thánh đình bị diệt, đế đình chủ động giải tán, thế nhưng thần vu tông tại đế đình đại linh đã thăm căn cố đế, cho dù là đế đình đại ly có giải tán, thần vu tông vẫn là một lĩnh tụ tinh thần nhân tộc một khu vực rất rộng lớn phía nam ảnh hưởng của thánh địa ngũ hành lớn hơn nữa thì cũng không thể ảnh hưởng được tín ngưỡng của con người nơi đây đối với vu thần từ bốn năm trước vu thần trong xích đế mộ chuẩn bị cổ thần mượn lực lượng của chiến thần hoàng kích thương vu thần không còn tiếp tục xuất hiện qua từ đó về sau hoàn toàn biệt tích không hề thấy xuất hiện trên thế gian nhiều năm trôi qua như vậy cổ thần đã sắp bỏ quên vu thần sâu trong ký ức vừa xem đại hồn kinh tuy rằng đại hồn kinh đối với linh hồn có tạo nghệ nhất định thế nhưng giảng thuật trong đại hồn kinh lấy luyện thi là chính chú ý làm sao lợi dụng linh hồn luyện chế người khác trở thành thi hồn hoặc là trực tiếp luyện chế linh hồn thành huyết hồn nghiên cứu đối với linh hồn không phải toàn diện bởi vì đại hồn kinh luyện hồn là luyện linh hồn của người khác không phải là tu luyện linh hồn bản thân có chỗ thiếu hụt điều này khiến cổ thần nghĩ tới vu thần vu thần chỉ có nguyên thần mới có thể phủ xuống tiên giới cổ hoang thế nhưng đã tồn tại mấy vạn năm dài hiện tại cổ thần suy nghĩ kỹ phát hiện ra vu thần có nghiên cứu đối với linh hồn khẳng định đạt tới trình độ vô cùng khắc sâu đồng thời còn vô cùng trọn vẹn nhất định so với trình bày trong đại hồn kinh càng thêm hữu dụng hơn nhiều cũng giống như tu sĩ Phật môn, vu thần mượn tín ngưỡng của tín đồ, thế nhưng Phật môn lấy lực lượng tín ngưỡng luyện thành Phật quan, là một cổ ngoại lực mang theo bên người, cũng giống như pháp bảo tiên bảo các loại. Mà vu thần thì luyện lực lượng tín ngưỡng vào linh hồn, khiến nguyên thần có thể bảo tồn lâu dài, khiến chân thân không biết ở nơi nào, nhưng lực lượng nguyên thần thủy chung có thể tương liên với tiên giới cổ hoang. Cổ thần lại muốn trực tiếp hấp thu lực lượng tín ngưỡng, cường hóa thân thể, diễn hóa pháp tắc tuy rằng bằng vào thực lực cổ thần cũng có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng cường hóa thân thể diễn hóa pháp tác cường đại nhất thế nhưng luận về quỷ dị thì vu thần đệ nhất nghiên cứu của vu thần đối với linh hồn khẳng định không bình thường lĩnh ngộ đối với linh hồn có tạo nghệ cực kỳ cao thâm có thể ta từ trên người vu thần cảm ngộ được phương pháp cường hóa con thuyền linh hồn vu thần tại lúc ta còn trẻ ngươi từng tính toán ra muốn lấy mạng của ta giữa chúng ta còn có cừu hận chưa tính toán hết lúc này đây ta phải tìm ngươi đòi lại chút công đạo mặc kệ chân thân của ngươi đang ở phương nào từ nay về sau ta muốn lực lượng của ngươi không thể nào tiếp tục phủ xuống tiên giới cổ hoang cổ thần biết vu thần có thể để lực lượng nguyên thần phủ xuống tiên giới cổ hoang khẳng định có liên quan tới các pho tượng vu thần cùng với tín ngưỡng của tín đồ chân thân của vu thần khẳng định không còn ở trong tiên giới cổ hoang chỉ có thông qua tương liên với pho tượng vu thần chỉ cần hủy diệt pho tượng vu thần sẽ triệt để chặt đứt kết nối giữa vu thần và tiên giới cổ hoang pho tượng vu thần trong địa giới đế định đại ly có rất nhiều chỗ trong mỗi một tòa vu thần miếu đều có cung phụng một pho tượng vu thần Thế nhưng chủ yếu nhất chính là tại tổng bộ Vu Thần Tông, pho tượng Vu Thần trong Vu Thần Điện đỉnh Vu Thần Phong, đây mới là đầu mối then chốt nhất kết nối giữa Vu Thần và tiên giới cổ hoang. Thần Vu Phong đối với tu sĩ khắp thiên hạ từ trước tới nay vô cùng thần bí, từ sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, tuy rằng thần Vu Tông chưa từng xuất hiện qua cường giả quá mức lợi hại, nhưng vẫn luôn sừng sững không ngã, có thể thấy được thần Vu Tông có phương pháp hộ tông đặc biệt. Có người nói ngoại trừ là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, bằng không tu sĩ khắp thiên hạ dù có thể tiến vào trong Vu Thần Điện nhưng tuyệt đối không thể toàn thân thoát đi. Đồng thời, coi như là chư tử đại tiên hợp đạo thành công, trong vu thần điện cũng không thể tùy ý làm bậy, vẫn có khả năng vẫn lạc. Vu thần khi còn ở tiên giới cổ hoàng chính là một đại cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, ngoại trừ mấy vị đại đế cùng với mấy người đếm được trên đầu ngón tay, thời đại thượng cổ không có người nào vượt qua được vu thần. Vu thần khi còn ở tiên giới cổ hoàng chính là một đại cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, ngoại trừ mấy vị đại đế cùng với mấy người đếm được trên đầu ngón tay, thời đại thượng cổ không có người nào vượt qua được vu thần tại thời đại thượng cổ danh tiếng của vu thần rất gần với năm vị đại đế hắn là tu sĩ nhân tộc duy nhất lẻn vào cổ vu tộc đồng thời học được bí điển vu tộc đang lúc chính nọ nhưng khi cổ thần chạy tới hơn vạn dặm ngoài thần vu phong bầu trời đã hóa thành đen tối nhìn về phương hướng thần vu phong toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ giống như một đáy nồi đen kịt treo cao trên bầu trời càng đi về phía trước bầu trời càng âm u cổ thần đứng trên đám mây nơi đi qua mây đen tầng tầng tản ra thân thể của hắn giống như một vầng mặt trời chói sáng tỏa ra quang mang vạn trượng đi tới bầu trời thần vu phong thân ảnh chợt lóe cổ thần hạ xuống thần vu phong trước vu thần điện bình thường toàn bộ thần vu phong đều bao phủ trong âm u thế nhưng hôm nay bởi vì cổ thần đến bầu trời vốn luôn luôn đen kịt bị vạch ra một lỗ hổng phương viên chừng vạn trượng phương viên trăm dặm đều được ánh dương quang bao phủ hóa thành nơi quang minh cổ thần đến khiến toàn bộ thần vu tông giống như lâm đại địch tiếng kèn thổi ô ô vang lên một vòng quang tráo phòng ngự trong suốt lập tức xuất hiện bên ngoài vu thần điện quan tráo trong suốt này hơi có chút điểm màu xanh âm khí ung tùm ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại cổ thánh chủ khinh nhận vu thần đây là tội chết ai cũng không ngoại lệ kể cả ngươi một thanh âm từ trong vu thần điện vang lên một hắc y nhân đầu đội mũ đen toàn thân bao phủ trong lớp hắc bào xuất hiện trước thần vu điện ánh mắt cổ thần nhìn tới người này có tu vi hợp đạo sơ kỳ khí tức trên người so với đám cường giả cái thế tầng thứ nhất như cơ lăng hư kim thai tôn giả không kém bao nhiêu Người này cũng là một trong những cường giả cái thế thần Vu Tông bị nhốt trong tay hải vạn năm, bọn họ luôn luôn quỷ bí, lúc thoát khốn lập tức trở về thần Vu Tông, không hề có bất cứ liên quan gì với các thế lực khác, mười phần điều thấp. Những tu sĩ thần Vu Tông thoát khốn từ trong tay hải ra ngoài tổng cộng có 18 người, trong đó hợp đạo sơ kỳ có 2 người, hư không hậu kỳ đỉnh có 7 người, hư không hậu kỳ có 9 người. Đối với số lượng tu sĩ thần Vu Tông thoát khốn ra ngoài cổ thần đã sớm biết rõ ràng, cho dù là những nhân vật đầu lĩnh ba tộc như cơ lăng hư, kim thai tôn giả, thánh ưng đại vương, thiên mục đại vu đều bị cổ thần giết chết toàn bộ chỉ là một ít cường giả thượng cổ thần vu tông đương nhiên còn chưa đủ đặt trong mắt cổ thần hư vu thần khinh nhận ta cũng là tội chết cổ thần hừ nhẹ một tiếng nói trận pháp thái cổ hạo nguyên thiên cương trấn ma đại trận của thánh đình cũng không thể ngăn cản được ta ta ngược lại muốn nhìn thần vu tông dựa vào cái gì để ngăn cản bước chân của ta đang khi nói chuyện một quyền đánh ra chiến thần diệt tinh quyền nhìn quyền hợp nhất Nguyên bản cổ thần đối với chiến thần diệt tinh quyền dừng lại tại bình cảnh 999 truyền hợp nhất, một thời gian rất dài cũng không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, sau khi vượt qua lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng, tu vi bước vào hợp đạo sơ kỳ, bình cảnh dung hợp chiến thần diệt tinh quyền tự động tan vỡ, rất tự nhiên đột phá cảnh giới nghìn quyền hợp nhất. Thời điểm phá thánh đình, cổ thần mới chỉ có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong, mà lúc này đã là tu vi hợp đạo sơ kỳ, bế quan tu luyện mấy trăm năm, đối với luyện hóa bản nguyên ngũ hành đã đạt tới độ cao hoàn toàn mới thực lực mạnh đâu chỉ gấp trăm lần so với thời điểm hư không hậu kỳ đỉnh phong một đạo chiến thần diệt tinh quyền nhìn quyền hợp nhất này dễ dàng miễu sát một cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ thậm chí một lần duy nhất miễu sát 10 người cũng không thành vấn đề hôm nay hắn đến đây là vì phương pháp nghiên cứu linh hồn của vu thần cũng đến để hủy diệt pho tượng vu thần hoàn toàn chặt đứt kết nối giữa vu thần và tiên giới cổ hoang cổ thần sao bị người uy hiếp tên tu sĩ thần vu tông kia mặc dù có tu vi hợp đạo sơ kỳ thế nhưng trong lòng hắn, vu thần chính là trời, không thể khinh nhận, hắn không biết giữa cổ thần và vu thần đã từng có một lần tranh đấu sinh tử, thấy cổ thần dĩ nhiên xuất thủ công kích vu thần điện, nhất thời giận dữ, tự hồ cổ thần vừa mới ra tay giết chết phụ mẫu thân sinh của hắn. Vu thần chi lực Tên tu sĩ vu thần tông kia rống to hơn, trong sát na vô số đạo ô quan đột nhiên từ trong hư không bắn mạnh đi, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hai mắt hắn mở ra, bùng lên hai đạo tinh quang giống như thực chất, trong sát na thực lực của tên tu sĩ thần vu tông lập tức tăng lên không chỉ mấy chục lần hầu như đã so sánh được với thiên mục đại vu có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể tu sĩ thần vu tông kia đánh ra một chưởng một bàn tay đen kịch vô cùng khổng lồ đột nhiên từ bên trong quan tráo bao phủ vu thần điện bắn mạnh ra ngoài quanh kích cùng một chỗ với chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần âm quyền chưởng va chạm giống như hai ngọn núi khổng lồ va chạm với nhau cương khí tiên lực nháy mắt đều bị tan vỡ thành mảnh nhỏ bay loạn bốn phía thân thể cổ thần không chút lay động tên tu sĩ thần vu tông kia lập tức bật lui hơn 10 bước, thẳng tới khi lui tới trước cửa lớn vu thần điện, thân thể đánh mạnh vào vách tường vu thần điện mới ngừng lại thân thể được. Phục. Một nguồn máu tươi từ trong tu sĩ thần vu tông phun ra. Sao có khả năng? Chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không có khả năng phát ra lực lượng công kích cường đại như vậy. Trong lòng tu sĩ vu thần tông hoảng hốt, tràn đầy chấn động đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất vừa rồi chỉ là cổ thần tiện tay đánh một kích lấy tiên lực thuần dương vô cùng vô tận của cổ thần hiện nay chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất hầu như có thể liên tục quanh kích trên vạn quyền đánh ra một quyền số lượng tiên lực thuần dương tiêu hao đối với hắn mà nói hầu như không đáng nhắc tới cổ thần bước một bước về phía trước lại là một đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất đánh ra so với một quyền tiện tay một kích vừa rồi một quyền này cổ thần đã dùng thêm vài phần lực đạo cùng là chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất thế nhưng lực công kích lại mạnh hơn không chỉ hai lần trong nháy mắt trong vu thần điện bắn ra 17 đạo thân ảnh cộng thêm người vừa mới thụ thương vừa vặn là 18 cường giả thượng cổ từ trong tay hải thoát khốn ra ngoài khinh nhận vu thần sẽ chết không có chỗ chôn bọn họ cùng đóng to hơn vu thần chi lực một đạo lại một đạo ô quan từ trong hư không bắn ra dũng mãnh tràn vào trong cơ thể bọn họ khiến thực lực của bọn họ tăng lên cực mạnh hơn 10 đạo cự trưởng đen kịt đồng thời từ trong quan tráo ngoài vu thần điện vỗ mạnh đi oanh lại là một tiếng bạo tạc trung trời chiến thần diệt tinh quyền và 18 đạo trưởng ấn dòng thời tan vỡ. Thân ảnh cổ thần không chút lay động, 18 vị cường giả thường cổ vu thần tông lại nhất tề văn ngược về phía sau, hai vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ phun mạnh máu tươi trong miệng, bản thân bị thương rất nặng. 16 vị cường giả hư không hậu kỳ, hư không hậu kỳ đỉnh thi trực tiếp bị lực lượng phản chấn đánh tan thành vô số mảnh, thân tử đạo tiêu. Cổ thần một lần nữa bước về phía trước một bước, lại là một đạo chiến thần diệt tinh quyền đánh ra. Một quyền này, cổ thần dùng tới 8 phần 10 lực đạo, lực công kích cực mạnh hầu như tương đương hai lần quyền thứ hai vừa rồi. Cường giả thượng cổ thần Vu Tông, chết đã chết, trọng thương đã trọng thương, không còn bất cứ ai ngăn cản quyền cương của cổ thần. Âm âm. Tiếng bạo tạc trung trời chuyển đất, chiến thần diệt tinh quyền trực tiếp quanh kích vào quan tráo bên ngoài Vu thần điện. Vô số đạo quan mang màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung nhập vào trong màn quan tráo bảo hộ ngoài Vu thần điện, tuy rằng quan tráo rung động mãnh liệt, thế nhưng dưới vô số quan mang màu đen hội tụ, vẫn chưa bị nghiền nát. Những quan mang màu đen này là do vô số pho tượng vu thần khắp nơi trong địa giới Đại Ly phát ra. Địa giới Đại Ly, cách 100 dặm lại có một tòa vu thần miếu nhỏ, cách mỗi 1000 dặm thì có một tòa vu thần miếu cỡ trung, cách mỗi một vạn dặm thì có một tòa vu thần miếu cỡ lớn, bên trong thờ phụng duy nhất một pho tượng vu thần. Toàn bộ Đại Ly cộng lại, số lượng vu thần miếu nhiều không đếm hết. Chủ điện vu thần bị công kích, vô số pho tượng vu thần rải rác khắp nơi trong địa giới Đại Ly đều sẽ phát sinh ra một đạo quan mang màu đen, truyền tới chủ điện, bảo hộ chủ điện. Bởi vì pho tượng vu thần bên trong vu thần điện mới chân chính là chủ thể kết nối vu thần với tiên giới cổ hoang, nếu như chủ thể này bị phá hủy, những pho tượng vu thần khác có nhiều tín ngưỡng, tế bái hơn nữa thì lực lượng tín ngưỡng cũng không thể truyền tới vu thần. Quan mang màu đen từ bốn phương tám hướng kéo tới hầu như vô cùng vô tận, vô cùng rậm rạp. Cổ thân sử dụng 10 thành lực đạo, một lần nữa oanh kích ra chiến thần diệt tinh quyền nhìn quyền hợp nhất. Âm. Tiếng bạo tạc trung trời chuyển đất, đinh tai nhức ốc như trước thế nhưng quan mang bên ngoài vu thần điện chỉ thoáng lay động một chút dưới đạo quan mang màu đen dung nhập vào quan tráo khiến lực phòng ngự của đạo quan tráo này lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi dĩ nhiên so với hạo nguyên thiên cương trấn ma đại trận của thánh đình không hề thua kém hơn thậm chí còn có phần hơn tính ngưỡng lực của phật môn chỉ có thể chậm rãi ngưng tụ tích lũy từng ngày một ánh sáng tính ngưỡng chi quan bên ngoài thiên thiền tự cũng không thể thu được vô số tin tưởng từ những chùa miếu khác mà vu thần điện lại có thể thu được tín ngưỡng lực từ trong vô số vu thần miếu trải rác khắp đại ly trong thời gian cực ngắn vu thần nghiên cứu đối với linh hồn đích xác có chỗ phi phạm trong lòng cổ thần thì thầm công kích trong tay cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn nghiên cứu của vu thần đối với linh hồn càng thêm khắc sâu cổ thần càng thêm hưng phấn có thể hắn sẽ từng nghiên cứu của vu thần biết được phương pháp cường hóa con thuyền linh hồn như thế nào một quyền một quyền lại một quyền cổ thần liên tục không ngừng oanh kích tra chiến thần diệt tinh quyền liên tiếp hơn 10 quyền đột nhiên thân thể cổ thần biến đổi hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay sáu cánh tay liên miên không ngừng oanh kích chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất tốc độ ra quyền so với hai cánh tay nhanh hơn gấp ba lần chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất giống như hàng loại đại pháo không ngừng oanh kích vào quan tráo bên ngoài vu thần điện cho dù quan tráo kia có tụ tập lực lượng tín ngưỡng từ vô số pho tượng vu thần khắp nơi trong địa giới đại ly nhưng dưới công kích điên cuồng như mưa trên gió dữ của cổ thần cũng từ từ trở nên rung động mãnh liệt hơn cổ thần liên tục đánh ra hơn nghìn đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất quan tráo bên ngoài vu thần điện đã rung rẩy kịch liệt phá thiên chỉ đột nhiên cổ thần hóa quyền thành chỉ điểm mạnh về phía trước quan mang ánh sáng ngọc đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay một đạo chỉ cương vô cùng đẹp mắt trong sát na đã kích thẳng vào quan tráo đang rung rẩy kịch liệt phá thiên chỉ giống như mũi khoan cứng trắng không gì không phá nổi mạnh mẽ dâm xuyên vào trong vòng quan tráo năm cánh tay còn lại của cổ thần liên tục quanh kích năm đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất quanh kích thẳng vào địa phương chỉ cương phá thiên chỉ vừa mới đánh trúng ầm 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 âm, 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 âm một tiếng bạo tạc vang trời toàn bộ quan tráo bao phủ bên ngoài vu thần điện trong nháy mắt tan thành mây khói cùng lúc đó toàn bộ pho tượng vu thần từ khắp nơi trong địa giới đại ly đều đạn nứt tan nát trong nháy mắt bị lực lượng phản chấn vô cùng cường đại chấn tới tứ phân ngũ liệt quan tráo phòng ngự bên ngoài vu thần điện đã bị phá cổ thần khẽ nhấc chân tiến vào trong vu thần điện theo bước chân cổ thần tiến vào màn hắc ám làm bạn với vu thần điện trong vô số năm tháng lần đầu tiên nên đón quan minh chiếu rọi Vu thần điện rất rộng rãi, bề rộng ước chừng 450 trượng, dài hơn 100 trượng, cao hơn 100 trượng. Tại đầu cùng đại điện có một pho tượng rất lớn, pho tượng nửa trắng nửa đen, bán nam bán nữ, nử, nửa âm nửa dương, chính là pho tượng Vu thần. Truyền thuyết, phân nửa nữ thân của Vu thần chính là một vị thần nữ cổ Vu tộc, là nữ nhân hắn yêu nhất, thế nhưng để học trọng bí thuật tuyệt học của cổ Vu tộc, Vu thần đã lừa dối nàng, cuối cùng được như ý nguyện, học tập được hai loại tuyệt học nhất đẳng có một không hai thuần dương bí điển và thuần âm bí điển. Sau đó sự tình bại lộ, thần nữ bị cổ vu tộc chế tài vu thần mang theo thi thể của thần nữ chạy trốn trở về trung thổ cuối cùng dừng chân cực nam trung thổ địa phương gần với cổ vu tộc nhất thành lập ra thần vu tông đối lập với cổ vu tộc thời đại thượng cổ cường giả cổ vu tộc ung ung mặc dù vu thần có thần thông quảng đại giảo hoạt hay thay đổi nhưng cũng không thể chiếm được chỗ tốt nào từ trong tay cổ vu tộc không thể báo thù cho thần nữ truyền thuyết về vu thần lưu lại đến đây kết thúc sau này phát triển như thế nào không ai hay biết bất quá cổ thần nghe chuyện về vu thần trong lòng có chút suy đoán Vu thần cũng chỉ là tu sĩ hợp đạo kỳ, đồng thời còn là tu sĩ nhân tộc, thọ nguyên không vượt qua 12.960 năm, theo thời gian trôi qua, hắn phải đi tìm con đường trường sinh, tiên độ phạm gian, thế nhưng hận ý trong lòng hắn đối với cổ vu tộc lại khiến hắn không cam lòng vứt bỏ mọi thứ. Thời điểm vu thần còn ở tiên giới cổ hoang, cổ vu tộc cũng có cường giả thực lực không thua kém gì hắn, hắn không thể báo thù, vì vậy vu thần vắt óc nghĩ ra một biện pháp, đó là chân thân tiên độ phạm gian, thông qua lực lượng tinh thần, chắc lọc một phần nguyên thần di lưu lại tiên giới cổ hoang. Theo thời gian trôi qua, vu tộc một ngày nào đó sẽ xuống dốc, đến lúc đó vu thần có thể tìm cổ vu tộc tính sổ rồi. Thế nhưng khả năng lúc tiên độ thế gian, tu sĩ không thể tiếp tục trở về tiên giới cổ hoang, vì vậy nếu muốn thông qua lực lượng tinh thần, câu thông hai giới tiên phạm, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy rằng vu thần tìm được phương pháp, nhưng cũng cần phải có tu sĩ Triệu Hoán mới có thể phóng xuất ra lực lượng nguyên thần của hắn, đồng thời thả ra lực lượng nguyên thần mạnh yếu ra sao có liên quan chặt chẽ với tu vi của tu sĩ, vì vậy lực lượng nguyên thần vu thần lưu lại trong tiên giới cổ hoang căn bản không thể phá huy hiệu quả đối phó với cổ vu tộc, tự nhiên đến nay không thể thành công báo thù. Trong vu thần điện, ngoại trừ pho tượng vu thần ra, còn có hai vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ bị thương nặng cùng với một vị nữ tử nhìn qua tuổi tác ước chừng 20. Nữ tử này chính là thánh nữ Vu Nguyệt, cổ thần và Vu Nguyệt gần 400 năm không gặp mặt. Theo vận khí thiên địa trở về thời đại thượng cổ, Vu Nguyệt đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc, trở thành một cường giả độ hư cảnh, đồng thời tu vi còn đạt tới đẳng vân trung kỳ, thế nhưng điểm tiến bộ này của nàng so với cổ thần quả thực nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại, trong ánh mắt Vu Nguyệt nhìn cổ thần chỉ có ngưỡng mộ thật sâu. Vu Nguyệt và hai vị cường giả cái thế thần Vu Tông đứng một bên, cổ thần đã phá hủy quan tráo bên ngoài Vu thần điện, với thực lực của bọn họ đã không thể ngăn cản được cổ thần. Vu thần muốn bảo toàn pho tượng của bản thân chỉ có thể dựa vào chính hắn cổ thần tiến vào vu thần điện vẫn không hề có chút vẻ coi thường đối với pho tượng vu thần vu thần từ mấy vạn năm trước đã là cường giả cấp độ chư tử đại tiên hợp đạo thành công hiện tại không biết đã đạt tới loại cảnh giới gì pho tượng di lưu lại cho dù là chư tử đại tiên cũng khó có thể phá hủy cổ thần không phải người cùng ngạo đương nhiên sẽ không coi thường vu thần tự hồ cảm nhận được khí tức của cổ thần pho tượng vu thần vốn tĩnh mạch đột nhiên như có thêm vài phần tức giận sản sinh một cổ khí tức vô cùng cường đại bắt đầu lan tràn bốn phía so với khí thế của cổ thần càng thêm kinh người thanh âm của vu thần vang lên. Cổ thần, bản thân thực sự không ngờ. Chỉ 400 năm ngươi dĩ nhiên đã trưởng thành tới mức độ này, thực sự ngoài dự liệu của ta. Cổ thần nói. Chuyện ngoài dự liệu của ngươi còn nhiều. Hắc hắc. Hắc 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 hắc. Vu thần đột nhiên nở nụ cười, tự hồ tâm tình vô cùng vui vẻ, nói. Những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là ngươi đã chạy tới cung điện bản thân. Cổ thần âm thầm đề cao cảnh giác, hỏi. Vì sao? Ha 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 vu thần cười to nói cổ thần ngươi không biết lực lượng của bản thần trên thực tế có thể hoàn toàn phủ xuống tiên giới cổ hoang thế nhưng giới hạn trong cung điện của bản thần không thể rời khỏi pho tượng bản thần quá nhìn trường ngươi đã tới cung điện của bản thần ngươi đã bước vào con đường tử vong rồi ha ha tuy rằng trong lòng cổ thần cảnh giác nhưng trên mặt không hề tiết lộ mảy may nói ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ngươi có thể ngăn cản ta sao hừ có thể hay không thử xem là biết ngữ khí vu thần biến đổi tiếng nói vừa dứt một ảnh tử cực lớn đột nhiên xuất hiện cao chừng trăm trượng chân đạp trên mặt đất đầu sắp chạm tới đỉnh vu thần điện bóng người nửa trắng nửa đen so với pho tượng vu thần không khác nhau chính là nguyên thần của vu thần theo bóng ảnh này vừa ra lực lượng dân trào giống như sóng biển một sóng lại một sóng kéo tới vô số hắc khí từ trong cự ảnh tuôn trào trong sát na hơn 10 trượng xung quanh nguyên thần vu thần đều bị hắc khí bao phủ cổ thần tản mát ra quan hoa chói mắt hoàn toàn xua tan đi hắc khí do nguyên thần vu thần phát tán tới gần chỉ nghe tiếng bạo tạc trắc không gian giữa cổ thần và vu thần nghiền nát tầng tầng một bàn tay vô cùng đen kịch đột nhiên xuất hiện vỗ thẳng về phía cổ thần bàn tay cổ thần khẽ nhắc lòng bàn tay bùng phát quang mang màu xanh một đạo trưởng ấn màu xanh nhất thời từ trong lòng bàn tay cổ thần kích phát bắn đi ngũ hành bản nguyên ấn bản nguyên mộc ấn theo lĩnh ngộ của cổ thần đối với bản nguyên ngũ hành càng lúc càng khắc sâu bản nguyên ngũ hành càng lúc càng dung hợp sâu sắc hơn quy lực ngũ hành bản nguyên ấn của cổ thần cũng tăng lên so với chiến thần diệt tinh quyền không hề thua kém hai đạo trưởng ấn va chạm với nhau một tiếng nổ vang lực lượng cùng bạo bạo phát về bốn phía, lại bị lực khống chế cực mạnh của hai người giữ lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ bé. Tuy rằng nghe thanh âm chấn động lòng người, thế nhưng không hề tạo thành bất cứ phá hủy nào đối với Vu Thần Điện ngay bên cạnh. Cường giả chân chính, không chỉ có thể phát huy được lực công kích cường đại, còn có thể khống chế lực công kích trong lòng bàn tay, hủy diệt và phá hủy, tất cả chỉ trong ý niệm, trong lòng không có ý niệm hủy diệt, phá hư, cho dù công kích có mãnh liệt như thế nào đi nữa cũng không hề tạo thành hủy diệt, phá hư. Thủ đoạn như thế này, chí ít cần phải là chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể thi triển. Vu thần là cường giả cấp bậc chư tử đại tiên, tuy rằng cổ thần chưa hợp đạo thành công, nhưng bằng vào bản nguyên ngũ hành, thực lực so với chư tử đại tiên không hề thua kém, tự nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Cổ thần và vu thần công kích lần đầu, cần sức ngang tài. Đây là lực lượng một chi bản nguyên người có thể phát huy ra. Thực sự là lãng phí thiên vật. Thanh âm vu thần vô cùng coi thường vang lên. Lông mày cổ thần vừa nhíu, bàn tay khẽ lộn, một đạo trưởng ấn màu vàng nổ bắn ra, quát lên bản nguyên kim ấn cực trưởng màu vàng mang theo lực lượng bản nguyên sát lục vu nguyệt và hai vị cường giả cái thế đứng cách không xa vừa nhìn liền lập tức cảm giác trong lòng sản sinh một cổ ý niệm dết chóc mãnh liệt muốn chém nát bất cứ thứ gì đó thành vô số mảnh mới cam tâm lập tức nhắm lại hai mắt không dám quan sát thanh âm coi thường của vu thần quan quạt dừng lại trong hắc khí cuồn cuộn bổ ra một đạo trưởng ấn màu trắng hết chương 880 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha